chương 341, quái trọng mời. viêm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam tử. Có thể lẻn vào đến vị trí này, hiển nhiên là một người am hiểu ẩn thân cùng với tìm hành đạo tặc. Bất quá đạo tặc hệ chức nghiệp vì che giấu, trang phục phần lớn đều là thâm sắc, nhưng là hắn lại ăn mặc loại này rõ ràng bất lợi với che giấu quần áo. Rõ ràng là đạo tặc, lại ăn mặc loại này bạch đến lượng quần áo, loại này thích trang bức phong cách, làm Grim nghĩ tới một cái đạo tặc trung một cái chi nhánh chức nghiệp, quái trọng. Quái trọng là một cái rất thú vị chức nghiệp quái trộm cái này chức nghiệp cơ hồ không có lực công kích, sinh tồn năng lực cũng cực kỳ thấp hèn, nhưng là nó lại có toàn trò chơi cường đại nhất tiềm hành, che giấu, mị trang cùng với chạy trốn năng lực. Bất quá chân chính làm người chơi cảm thấy hứng thú lại không phải quái trộm những cái đó thuộc tính cùng năng lực, là quái trộm chức nghiệp sở có được một cái đặc thù quyền hạn, đưa trộm cướp báo trước hàm. Bình thường dưới tình huống, người chơi đã chịu hệ thống hạn chế, ở không có nhiệm vụ dưới tình huống là vô pháp đối nợp cờ thực thi trộm cướp mà trộm cướp báo trước hàm là trong trò chơi duy nhất một cái có thể làm người chơi vòng qua hệ thống hạn chế thực thi trộm cướp thủ đoạn quái trộm người chơi ở nhằm vào một kiện vật phẩm bày trộm cướp báo trước hàm sau liền có thể ở chỉ định thời gian đối khi kiện vật phẩm thực thi trộm cướp ở kiếp trước trong trò chơi quái trộm là người chơi đạt được nào đó đặc thù vật phẩm duy nhất thủ đoạn đương nhiên muốn ở vật phẩm chủ nhân biết đến dưới tình huống đánh cắp vật phẩm này không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện khó khăn bởi vậy có thể chơi hảo quái trộn trên cơ bản đều là minh tinh người chơi. Quái trộn ở người chơi trung có cực cao nhân khí, nhưng mà có thể chơi hảo quái trộm người chơi phi thường thiếu. Ở nợp cờ giữa, quái trộn số lượng liền càng thiếu, huống chi vẫn là hoàng kim giai quái trộn. Nhìn nam tử kia thân thấy được bạch y, Rim đã là đoán được đối phương thân phận. Rim vất vất tay, xa lông lui về Rim phía sau, quái trộn. Ngươi đến ta nơi này tới chẳng lẽ là vì báo trước hàm? Ngươi chuẩn bị trộm cái gì? Báo trước hàm. Bạch y quái trộn tự hồ nghe tới rồi cái gì thú vị đồ vật, cái gì báo trước hàm. Ân. Ừ. Rim có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt bạch y quái trộn, quái trộn nhóm tại tiến hành ăn cắp phía trước, không đều sẽ trước bố trộn cướp báo trước hàm sao. Bày báo trước hàm, làm vật phẩm chủ nhân có điều chuẩn bị, sau đó ở báo trước hàm thượng viết thời gian, đúng giờ trộn đi đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không phải tới bố báo trước hàm. Nghe được Rim nói, quái trộn trong mắt tự hồ lập lòe lóa mắt quang mang. Tiến hành ăn cắp phía trước trước bố báo trước hàm, sau đó ở báo trước hàm thượng viết thời gian, chính đại quang minh mà trộn đi đồ vật, quái trộn hô hấp đột nhiên dùng dập lên, này thật là thiên tài y tưởng. grim không khỏi mà mở to hai mắt. Nghe hắn khẩu khí, hắn hiện tại còn không có dưỡng thành ăn cắp phía trước bố báo trước hàm thói quen. Này! Ta này xem như hướng dẫn người khác phạm tội sao? Thiếu niên! Ngươi thật là một thiên tài. Bạch y quái trộn kích động không thôi mà nhìn grim từ nay về sau, ngươi chính là ta kho lạc bằng hữu rim vẽ mặt mộng bức mà nhìn trước mắt tên này tự xưng kho lạc bạch y quái trộm cái kia ngươi tới nơi này chính là vì cùng ta đương bằng hữu nga đúng rồi thiếu chút nữa quên chính sự quái trộn kho lạc dừng một chút ta lần này tới là đại biểu lô ra nhân vương quốc đặc phái viên đoàn tiến đến đưa thiệp mời đặc phái viên đoàn hy vọng có thể cùng ngài tiến hành một lần chính thức gặp mặt lô ra nhân vương quốc đặc phái viên đoàn rim không khỏi mà mở to hai mắt nga cũng đúng cái này thời kỳ nói ngươi hẳn là còn không có phản bội lô ra nhân vương quốc quái trọng kho lạc là trong trò chơi phi thường trứ danh một cái quái trọng lúc ban đầu hắn là lô ra nhân vương tình chỗ một người quân tình quan sau lại trốn chạy ra lô ra nhân vương quốc trở thành một người tự do quái trọng bởi vì lớn lên soái tính cách khôi hài trương dương hơn nữa trừ bỏ trộm cướp ngoại cũng không có mặt khác ác liệt hành vi cho nên ở người chơi giữa rất có nhân khí, là các loại bổn trung khách quen ân ừ. cái này thời kỳ làm sao vậy quái trọng kho lạc tò mò mà nhìn riêng a à, không có gì Grim cười lắc lắc đầu, ta chỉ là có chút kỳ quái các ngươi vì cái gì không trực tiếp đi cửa chính. Loại sự tình này không cần phải như thế quanh co lòng vòng đi. Bởi vì mặt trên người tới vài lần, đều bị nhà ngươi hầu gái cùng quản gia cự chi môn ngoại A, các nàng nói ngươi đang ở bế quan, đếm thử tiếng giai đại sư giai, cho nên cự tuyệt tiếp khách. Thật sự không có biện pháp, cho nên mặt trên đại lão chỉ có thể làm ta âm thầm tới cùng ngươi gặp mặt. Quái trộm kho lạc cực nhã mà mở miệng nói. Thì ra là thế. Như vậy Lô Ra Nhân Vương quốc đặc phái viên đoàn thấy ta có chuyện gì sao? Dream nhiều ít có chút tò mò. Như thế lễ phép, hiển nhiên là có việc muốn nhờ, nhưng là Dream cũng không cho rằng chính mình cùng Lô Ra Nhân Vương quốc có cái gì giao thoa. Cái này ta cũng không biết. Quái trọng kho lạc ngón tay vừa lật, một trương thiệp mời bay lại đây, sau đó ngừng ở Dream trước người trên bàn, mặt trên các đại lão muốn cùng ngươi ước cái thời gian gặp mặt. Thực cấp. Rõ ràng thực cấp lại còn như thế quanh co lòng vòng, nét xem ra là có việc muốn nhờ a. À. Rim nghĩ nghĩ, ta hiểu được. Như vậy thời gian định vào ngày mai buổi chiều có thể chứ? Có thể. Như vậy ta đây liền trở về hồi phục quái trọng kho lạc đem mũ gỡ xuống tới, được rồi một cái thân sĩ lễ. Phanh. Mà một chút, quái trọng kho lạc dưới chân đột nhiên toát ra một trận yên. Đương sương khói biến mất khi, quái trọng kho lạc đã là không thấy bóng người. Rim lưng dựa ở trên ghế, suy tư trong chốc lát, lô ra nhân vương quốc sao. Ở trên địa cầu, tôn giáo là một cái từ người cấu thành tổ chức, tổ chức thành viên sẽ, sẽ sa đọa sẽ xuất hiện các loại trái pháp luật hành vi nhưng là ở tồn tại chân thần a âu thế giới tôn giáo lại là trật tự cùng văn minh đại danh từ ở thần lực giám sát hạ tôn giáo tổ chức thành viên vô pháp vi phạm giáo lý sở hữu nhân viên thần chức đều có chút cố chấp cùng khuynh hướng tà thần tính đồ càng điên cuồng thiện thần tính đồ càng cố chấp càng cố chấp càng điên cuồng càng cường đại bởi vậy thiện cùng ác chi gian giới hạn trở nên thập phần rõ ràng lô ra nhân vương quốc tín ngưỡng kỵ sĩ chi thần lấy kỵ sĩ lập quốc lấy kỵ sĩ chi đạo hành sự, đối vinh quang có cực kỳ mãnh liệt cố chấp. Này nguyên bản là tốt, nhưng mà cố chấp cùng điên cùng chỉ có một đường chi cắt. Hy vọng ngày mai gặp được chính là một cái có thể bình thường giao lưu người, mà không phải một cái kẻ điên. Rim lắc lắc đầu, cầm lấy bút, tiếp tục vùi đầu viết chính mình tổ chức trù bị kế hoạch thư. Lông chim bút ở tấm da dê thượng hoạt động, ra sàn sạc thanh âm. Đột nhiên, Rim ngón tay một đốn, ngẩng đầu, nhìn về phía phía sau. Salon đứng ở Rim phía sau, giống như một người an tĩnh pho tượng, lạnh băng dung mạo thượng nhìn không ra tâm ly hoạt động. Nhưng là xuyên thấu qua tinh thần liên hệ, Rim lại có thể cảm nhận được nàng trong lòng bất an. Người tự hồ thực bất an. Một dây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 342, Lô Ra Nhân Vương Quốc Mời. Chủ nhân, vừa mới nếu người kia lòng mang ác y nói, ngài nói không chừng liền đã chết. Bị một người lặng yên không một tiếng động mà sờ gần đến như vậy khoảng cách, cái này làm cho Salon cảm thấy thập phần bất an. Salom cũng không lo lắng cho mình, nhưng là lại rất lo lắng riêng. Đó là bởi vì đối phương bảo cụ hiệu quả. Có thể đối kháng bảo cụ cũng cũng chỉ có bảo cụ. Nếu không phải bởi vì bảo cụ nói, bình thường đạo tặc tìm hành là không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Riêng đối này cũng thực bất đắc dĩ. Bảo cụ loại đồ vật này quả thực chính là ở chơi xấu. Chủ nhân, ta cho rằng cần thiết tăng mạnh ngài bên người phòng ngự. Nếu về sau có người sử dụng bảo cụ tìm hành tiến vào, ám sát ngài, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? ta có thể ly giải ngươi lo lắng. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới như thế vội vã muốn tiến giai hoàng kim giai. Chỉ cần tiến giai hoàng kim giai, ta là có thể đủ thiết trí kích phát thuật, xích tùy y môn. Đến lúc đó cho dù gặp được ám sát, ta cũng có thể nhiều một cái mệnh. Kích phát thuật, sáu hoàng nắng có thể hệ pháp thuật, sử một cái ảnh hưởng cá nhân thả hoàng số không cao hơn kích phát thuật cấp bậc pháp thuật ở riêng điều kiện hạ kích phát. Tùy y môn là bốn hoàng pháp thuật, yêu cầu đem kích phát thuật lên tới 4 cấp mới có thể dùng kích phát thuật xích tùy y môn. Rim hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đem kích phát thuật lên tới 2 cấp, thăng một cấp tiếng giai hoàng kim giai sau có thể đem kích phát thuật lên tới 3 cấp. Hơn nữa siêu phàm cấp bậc 10 cấp khi lựa chọn siêu phàm sở trường và phát thuật tinh thông, kích phát thuật mang đến một liền thêm vào thêm thành, Rim là có thể đủ trực tiếp đem kích phát thuật xích tùy y môn thường trú ở chính mình trên người. Cùng thời gian chỉ có thể phát động một cái bảo cụ. Bởi vậy nếu có thích khách phát động tìm hành loại bảo cụ tìm hành lại đây, đối riêng tiến hành ám sát, như vậy cũng liền y nghĩa hắn vô pháp phát động, phải giết hoặc tất trung loại hình bảo cụ, chỉ có thể đối riêng tiến hành bình thường công kích. Ở cái loại này dưới tình huống, kích phát thuật xích tùy y môn đủ để cho loại công kích này bất lực trở về. Hoàng Kim Giai là một cái khảm, những lời này đối với người chơi cùng với nguyên trụ dân đều áp dụng. Chỉ cần bước vào Hoàng Kim Giai ngạch cửa, cho dù không có bảo cụ, cũng có thể ở đối mặt mặt khác Hoàng Kim Cường giả khi đạt được chạy trốn tư cách. Mặc kệ xuất hiện cái dạng gì truyền kỳ, Tóm lại tiên Tiến Giai Hoàng Kim Giai đang nói đi. Grim dừng một chút, đúng rồi, Salon. Ngươi là như thế nào Tiến Giai Hoàng Kim Giai? Ta. Salon nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta vì tìm ngài, khắp nơi lưu lạc. Ở một lần thập phần nguy hiểm trong chiến đấu, không thể hiểu được mà liền Tiến Giai. Grim. Thật là đơn giản thô bạo phương thức A. Giết người, chiến đấu. Này xác thật là dễ dàng nhất Tiến Giai thủ đoạn đâu. Đặc biệt là Grim hiện tại đã xuyên qua, giết người cũng không chịu hệ thống hạn chế có thể tùy tiện giết người. Dưới tình huống như vậy, Dream chỉ cần giết cái một, hai vạn người, thỏa thỏa tiếng dai. Nếu một hơi sát cái mấy chục vạn người, tiếng dai truyền kỳ cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc Dream không hạ thủ được. Vẫn là trước đêm tổ chức xây dựng đứng lên đi. Thế giới này tin tức truyền lại tình huống thật sự là quá không xong, liền tính ta đã nghiên cứu phát minh ra đủ để cho ta đúc liền truyền kỳ, kỹ thuật, chỉ bằng vào ta một người cũng căn bản mở rộng không ra đi. Ta yêu cầu càng nhiều người giúp ta tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền thật cao hứng các hạ có thể tiếp thu lần này gặp mặt. Ta là Lô Ra Nhân Vương Quốc Kho Đặc Von Denry Á Tư Thiếu Tướng. Chúng ta nghe nói ngài phát minh một loại đặc thù phương thức huấn luyện, có thể làm sở hữu hoàn thành ma pháp lý luận học tập người nắm giữ pháp thuật huyền bí. Grim gia phòng khách trung, một người thân xuyên màu đen quân phục râu sồn tướng quân ngồi ở Grim đối diện trên sofa, nói thẳng ra chính mình y đồ đến. Thẳng tắp màu đen quân phục, làm hắn có vẻ càng thêm đỉnh bạc, cổ áo thượng hồng đế kiếm thuẫn huân chương tượng trưng cho hắn tướng quân thân phận, tên trung gian phùng tự tượng trưng cho này truyền thống quân sự quy tộc thân phận còn có kia thấy được trâu sồn, hoàng kim giai cường đại uy ác. rim nhìn nhìn ngồi ở đối diện trên sofa tráng hán lại nhìn nhìn đứng ở hắn phía sau hai gã sĩ quan trong đó một cái là ngày hôm qua rim gặp qua quái trộm kho lạc còn có một nhân cách lâm không quen biết nhưng là trên người hắn có có một cổ lạnh lẽo tinh thần uy ác. ba cái hoàng kim giai các ngươi đây là chuẩn bị đi khởi xướng chiến tranh sao rim cảm giác sự tình có điểm ra ngoài chính mình đoán trước Duy nhất làm Grim cảm thấy may mắn chính là, đối phương cũng không có địch y, thậm chí có khả năng có cầu với mình, nếu không căn bản sẽ không khách khí như vậy. Nhưng là bị ba cái hoàng kim giai đại lão nhìn chằm chằm, Rim vẫn cứ cảm thấy thập phần khẩn trương. Nếu quá khẩn trương nói, ở giao thiệp cùng với đàm phán trong quá trình chính là phi thường bất lợi. Rim lặng lẽ đeo thượng cố định có cơ giới hóa tâm trí, ma pháp nhẫn, làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Nháy mắt, Grim bình tĩnh xuống dưới, cảm giác chính mình đại não dị thường rõ ràng, tư duy cũng trở nên linh quang lên ngài nói chính là tinh thần phân liệt tiếng giai pháp đi. Ta xác thật phát minh như vậy một cái kỹ thuật. Riêng bình tĩnh mà mở miệng nói. Nga A à chúng ta tưởng mời ngài đến lô ra nhân vương quốc tới đảm nhiệm huấn luyện viên, huấn luyện quốc gia của ta thanh thiếu niên. Trâu sồng tướng quân tràn ngập uy nghiêm mà nhìn chầm chầm Grim. Mời ta đi các ngươi quốc gia đảm nhiệm huấn luyện viên, hướng các ngươi quốc gia thanh thiếu niên truyền bá chuyện người lớn. Đừng nói giỡn. Ta khẳng định sẽ bị những cái đó truyền thống, bảo thủ bọn kỵ sĩ cấp giết. Grim phi thường cảm tạ ngài mời, nhưng là mục tiêu của ta là công lược cái kia nửa vị diện, trở thành một người khai thác lĩnh chủ thậm chí quốc vương. Cho nên đối với các hạ mời ta chỉ có thể cự tuyệt. Nghe được Grim nói, đối diện tướng quân không khỏi mà khẽ nhíu mày. Đương nhiên, chúng ta có thể đổi một loại hợp tác phương thức. Grim dừng một chút, ta có thể đem cái này kỹ thuật trực tiếp bán ra cho các ngươi, đồng thời cũng có thể cho phép các ngươi ở kế tiếp huấn luyện trong quá trình phái người tới tiến hành tham quan học tập, do đó chân chính nắm giữ cửa này kỹ thuật chỉ cần các ngươi nguyện y chi trả một chút phí dụng. Nga Râu sồn tướng quân trên mặt lộ ra một bộ thực cảm thấy hứng thú biểu tình, nét ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn một cái không gian túi. Rim dừng một chút, cái loại này có thể mở ra loại nhỏ vị diện không gian không gian túi. Không gian túi, vẫn luôn là Rim trong lòng đau. Tuy rằng Rim đã từng từ Hoàng Đồng Long nơi đó phục chế một cái không gian túi, nhưng là cái kia không gian túi tên đầy đủ hẳn là không gian áp suất túi. Này nguyên ly gần là dùng thu nhỏ lại thuật đem vật thể thu nhỏ lại, do đó chứa đựng lên trọng lượng bất biến lại còn có vô pháp chứa đựng ma pháp vật phẩm sử dụng thập phần hữu hạn riêng muốn không gian túi là cái loại này có thể mở ra loại nhỏ nửa vị diện vị diện không gian túi nhưng mà loại này chân chính không gian túi thật sự là quá trân quy muốn từ ngoại tầng giới tìm được những cái đó loại nhỏ vị diện cũng cùng chi tiến hành liên tiếp không chỉ có có cực cao kỹ thuật yêu cầu đồng thời còn cần hao phí đại lượng thời gian cùng với tinh lực bởi vậy có thể chế tạo ra không gian túi ít nhất cũng là một vị có được tương quan lĩnh vực truyền kỳ pháp sư người như vậy ở lịch sử sông dài trung thập phần hiếm thấy bởi vậy cũng liền tạo thành không gian túi hy hữu thậm chí có thể nói không gian túi sau bảo cụ còn hy hữu yêu cầu này chúng ta vô pháp đáp ứng râu sồng tướng quân không chút do dự cự tuyệt riêm đề nghị chương 343, không thành công giao dịch song không cần cự tuyệt đến nhanh như vậy ta cũng không cần không gian túi ta chỉ là muốn mượn dùng một chút không gian túi tới làm nghiên cứu Rim dừng một chút, tinh thần phân liệt tiếng giai pháp có thể làm sở hữu hoàn thành cơ sở ma pháp tri thức tập người nắm giữ pháp thuật huyền bí, trở thành ma pháp đồ. Đại lượng ma pháp đồ số lượng có thể hữu hiệu mà đề cao lô ra nhân vương quốc ma pháp thực lực, đồng thời còn có thể đề cao người đều sức sản xuất. Viêm trình bày trứ ma pháp đồ chỗ tốt, nhưng là râu sồng tướng quân lại bất vi sở động. Nếu tương lai xuất hiện có thể bổ sung năng lượng cũng lặp lại sử dụng ma lực tồn trữ thủy tinh, như vậy ma pháp đồ đem thay thế được quả cầu ma pháp mạch khoáng, trở thành quan trọng chiến lược tài nguyên có thể bổ sung năng lượng cũng lặp lại sử dụng ma lực tồn trữ thủy tinh. Châu sùng tướng quân tự hồ nghe tới rồi cái gì làm hắn để y đồ vật. Hừ. Rốt cuộc thượng câu. Trong trò chơi có một loại tên là đạt mã tư ma hộp ma pháp đạo cụ loại này đạo cụ có thể giống bình ắc quy đối ma lực tiến hành bổ sung năng lượng. Nếu dream không có nhớ lầm nói đạt mã tư ma hộp chính là lô ra nhân vương quốc nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật tuy rằng trước mắt đạt mã tư ma hộp còn không có ra đời nhưng là tương quan nghiên cứu phát minh công tác hẳn là cũng đã không sai biệt lắm bắt đầu rồi đi. Không chừng ngài đạt mã tư ma học kỳ thật đã nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng là lại bị làm cơ mật ẩn tàng rồi lên cũng không nhất định. Đạt mã tư ma học ra đời, khiến cho ma pháp đồ từ cấp thấp chiến lược biến thành chiến lược nguồn năng lượng, tầm quan trọng đem đại biên độ tăng lên. Trước mắt tên này râu sồn tướng quân làm lô ra nhân vương quốc cao cấp tướng lãnh, không có khả năng nhìn không tới điểm này bởi vậy có thể làm người thường, nhất định, chuyển chức ma pháp đồ, tinh phân pháp, tầm quan trọng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ở grim xem ra, có được đặt mã tư ma hộp, kỹ thuật lô ra nhân vương quốc hẳn là sẽ thực yêu cầu loại này có thể phạm vi lớn bồi dưỡng ma pháp đồ kỹ thuật. Nếu lấy tinh thần phân liệt tiếng giai pháp vì đại giới, hẳn là có thể từ lô ra nhân vương quốc đổi lấy một ít không tồi đồ vật muốn trao đổi không gian túi phỏng chừng thập phần khó khăn, nhưng là nếu chỉ là mượn độc một phen nói, đối với đối phương mà nói cũng không phải vô pháp tiếp thu sự ngươi trong miệng ma lực chứa đựng thiết bị là chuyện như thế nào? Trâu sông tướng quân mở miệng dò hỏi. Chính là mặt chữ y tứ. Viêm dừng một chút, trước mắt chứa đựng ma lực đồ vật chỉ có hai cái, đến từ ma lực mạch khoáng quả cầu ma pháp cùng với đến từ ma pháp sinh vật trong cơ thể ma hạch. Nhưng là vô luận nào một loại đều số lượng hữu hạn, đồng thời còn thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm. Bởi vậy ta vẫn luôn suy nghĩ, hay không có thể nghiên cứu ra một loại có thể lặp lại bổ sung ma lực, bổ sung năng lượng thủy tinh có thể lặp lại bổ sung ma lực bổ sung năng lượng thủy tinh râu sồn tướng quân mắt sáng trực lên tự hồ đối riêng nội dung thực cảm thấy hứng thú đúng vậy riêng gật gật đầu nếu có thể phát minh một loại có thể lặp lại bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng thủy tinh như vậy ma pháp tiết điểm cùng với quả cầu ma pháp mạch khoáng đem không hề là chế ước các quốc gia ma pháp lực lượng bình cảnh cho dù những cái đó ma lực tài nguyên càng của thế lực cũng có thể đủ hưởng dụng ma pháp vật phẩm mang đến tiện lợi mà ma pháp đồ tắc sẽ trở thành tầm quan trọng không hề thua kém sắc với quả cầu ma pháp mạch khoáng quan trọng tài nguyên trâu sồn tướng quân duỗi tay nhéo nhéo chính mình râu lisbon đã có như vậy kỹ thuật sao không có cái này kỹ thuật trước mắt còn chỉ là tồn tại với lý luận thường bất quá nếu đã có lý luận xuất hiện vật thực phỏng chừng cũng là chuyện sớm hay muộn riêng hiển nhiên không có khả năng chính mình đã biết bọn họ cơ mật nghiên cứu phi thường vĩ đại thiết tưởng nếu thật sự có thể thành công nói đủ để thay đổi toàn bộ thế giới cách cục như vậy, ta muốn dùng cái này kỹ thuật tới đổi lấy không gian túi nghiên cứu quyền. Grim dừng một chút, chỉ cần một vòng là đủ rồi. Ta tưởng lấy ta năng lực, một vòng thời gian đủ để thu thập đủ yêu cầu số liệu. Một vòng thời gian đủ để cho ta phục chế vài cái không gian túi. Grim không khỏi mà nhìn về phía chính mình trên eo sách cấm. Sách cấm vật phẩm phục chế, đặc hiệu có thể phục chế phi ma pháp vật phẩm, hình chiếu ma pháp vật phẩm. Phục chế phi ma pháp vật phẩm không có gì dùng bởi vì ở phục chế phi ma pháp vật phẩm thời điểm, nếu dùng để phục chế đầu gỗ, đại khái có thể phục chế tam, 4 mét khối đầu gỗ, nhưng là nếu dùng để phục chế hoàng kim, lại chỉ có thể phục chế ra quyền đầu đại một khối. Mỗi ngày một khối nắm tay lớn nhỏ hoàng kim, giá trị đại khái tương đương với mười mấy cái đồng vàng. Mà trong trò chơi có một loại tên là vô tận hoàng kim túi để bán thần khí, có thể ngày sản 100, 500, 1000, 2000 đồng vàng cả vô tận hoàng kim túi, có vài cái, hơn nữa mỗi cái để vô tận hoàng kim túi đồng vàng sản xuất đều không giống nhau cùng chi so sánh với, ngày sản 10 đồng vàng quả thực giống như là ở tống cổ ăn mày. Tuy rằng có thể làm rim từ đây không thiếu sinh hoạt phí, nhưng là nếu trông cậy vào nó phát tài lại không có khả năng một năm xuống dưới cũng mới mấy ngàn đồng vàng, còn không bằng cầm quặng hảo đi đương thợ mỏ đâu. Vật phẩm phục chế tuy rằng không có gì dùng, nhưng là hình chiếu ma pháp vật phẩm lại là một cái thần kỹ. Tuy rằng hình chiếu vật phẩm thuộc về nhặt trói định, vô pháp từ rim trên tay rời đi, liền tính rim phục chế ra một đống cực phẩm trang bị cũng không hề ý nghĩa, nhưng là chỉ cần thành công hình chiếu đến một kiện chính mình có thể sử dụng cao cấp ma pháp trang bị, vậy đã phát A. À. Không gian túi giá trị, căn bản không cần nhiều làm giải thích. Chỉ cần có thể đem này hình chiếu xuống dưới, thậm chí so nhặt được một kiện bảo cụ còn làm Rim vui vẻ. Đối với không gian túi, Rim có thập phần cường lực khát vọng, nhưng là lô ra nhân vương quốc trâu sồn tướng quân lại có chút khó xử. Ngươi yêu cầu, ta vô pháp đáp ứng. Vì cái gì? Rim kỳ quái mà nhìn trước mắt tướng quân, chỉ là cho ta xem một chút mà thôi, này cũng không phải cái gì khó có thể làm được sự tình đi. Đối với Lô Ra Nhân Vương Quốc mà nói, này bút sinh y rõ ràng ổn kiếm không bồi, vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu. Ta không có không gian túi. Vương Thất có lẽ có không gian túi, nhưng là ta vô pháp làm chủ. Sách, Rim khó chịu mà biểu môi. Nhưng là, râu sồng tướng quân duỗi tay lôi kéo chính mình khóe miệng râu, nếu ngươi nguyện y tới Vương Quốc đảm nhiệm huấn luyện viên nói, ta tưởng Vương Thất là sẽ không cự tuyệt loại này hợp ly thỉnh cầu. Râu sồm tướng quân tự hồ vẫn cứ không có từ bỏ đối riêng mời chào, nhưng là riêng cũng đã minh bạch chính mình giao thiệp đã thất bại đối phương thà rằng tiêu tiền, cũng không muốn đem không gian túi mượn cho chính mình xem một chút. Đối với râu sồm tướng quân mời chào, riêng một chút hứng thú đều không có, nếu ta tương lai hỗn không nổi nữa nói, ta sẽ suy xét. Ân. Uhm. Trở lại chính đề đi. Về vừa mới sở tinh thần phân liệt tiếng giai pháp, chúng ta nguyện y chi trả một vạn đồng vàng mua sắm tương quan luận văn cùng với kỹ thuật. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể đối cái này kỹ thuật bảo mật. Rim mày một chọn. Không hổ là quân đội đại lão, vừa mở miệng chính là một vạn đồng vàng. Cái này kim ngạch đều có thể lấy lòng vài món không tồi ma pháp trang bị, thậm chí đủ để mua một mảnh nhỏ lãnh địa. Không hề nghi ngờ, cái này kim ngạch dùng để mua sắm rim luận văn là cũng đủ. Nếu là một người bình thường, ở nghe được cái này kim ngạch sau nhất định sẽ thật cao hứng mà hoàn thành giao dịch đi, nhưng là rim ở nghe được cái này kim ngạch sau lại không có bất luận cái gì cảm giác. Ở trên địa cầu, tiền tài là vạn năng, có tiền thậm chí liền đạn hạt nhân đều có thể mua được. Nhưng là ở AOU thế giới, nếu tiền quá nhiều, không những mua không được đạn hạt nhân, ngược lại chỉ biết đưa tới đạn hạt nhân cấp bậc ăn trộm cùng bọn cướp ác kim gần là trung đẳng thần lực, này cũng từ mặt bên chứng minh rồi tiền tài uy lực thập phần hữu hạn. Dream. Bảo mật đã là không có khả năng. Cái này kỹ thuật tương quan luận văn ta đã sớm đã đệ trình cấp viện. Nghe được Dream nói, râu sồng tướng quân khẽ nhíu mày, như vậy. Chúng ta hy vọng ngươi ở một năm nội không cần đem cái này kỹ thuật bán cho những người khác. Đặc biệt là Paromia người. Rim mày một chọn. Điều kiện này ta có thể đáp ứng. Nhưng là ta cũng có một điều kiện. Thỉnh. Các ngươi ở sử dụng cái này kỹ thuật thời điểm, cần thiết hướng tập giả minh ta là cái này kỹ thuật phát minh giả. Có thể. Râu sồn tướng quân gật gật đầu, sau đó đối chính mình phía sau tham mưu quan y bảo một chút. Đó là một cái toàn thân tràn ngập quân nhân khí chất quan tướng, lại cao lại gầy nhưng là thoạt nhìn lại thập phần tinh thần. Tham mưu quan đi lên trước, đem hai trương tinh oánh dịch thấu tấm cạc đặt ở trên bàn. Hai cái giống như thủy tinh xinh đẹp tấm cạc, mặt trên vẽ ác kim thánh huy, đồng thời còn dùng ngôn ngữ nhiều nước viết kim ngạch cùng với một ít văn tự. Trâu sồng tướng quân khóe miệng một nứt, hai trương năm nghìn đồng vàng thẻ ngân hàng, có thể ở bất luận cái gì một nhà ác kim giáo hội lấy ra. riêng nhìn thoáng qua trên bàn hai trương tạp, đứng lên, chờ ta một chút. Ta đi lấy luận văn. Vài tên lô ra nhân vương quốc quân nhân nhìn theo riêng rời đi. Râu sồng tướng quân từ trong bao móc ra xì gà, ngậm ở trong miệng, bật lửa. Hột một ngụm sương khói từ râu sùng tướng quân trong miệng phun ra. Đứng ở râu sùng tướng quân phía sau tham mưu quan quân đột nhiên mở miệng nói, thiếu tướng, cái kia hầu gái cho ta cảm giác có chút nguy hiểm. Kho lạc, ngươi biết cái kia hầu gái là chuyện như thế nào sao? Râu sùng tướng quân quay đầu, hướng dựa vào trên vách tường quái trộm kho lạc dò hỏi. Quái trộm kho lạc đè xuống chính mình trên đầu mũ, huyết tinh hầu gái, Paromia vương quốc tội phạm bị truy nã. Nửa năm trước, Nàng từng ở Paromia vương quốc cảnh nội phạm phải mấy chục khởi tàn sát sự kiện, trong đó thậm chí có không ít quy tộc. Bảo cụ hư hư thực thực nhằm vào linh hồn đối người bảo cụ. Trước mắt treo giải thưởng ngạch vì, 5.000 đồng vàng. Tham mưu quan có chút ngoài ý muốn, 5.000 đồng vàng. 5.000 đồng vàng treo giải thưởng một cái có được bảo cụ đại sư. Năm đó nàng phạm tội thời điểm chỉ là một cái siêu phàm mà thôi, treo giải thưởng ngạch vẫn luôn không thay đổi. Không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian, nàng cũng đã biến thành đại sư. Paromia những cái đó các quy tộc chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Nửa năm thời gian. Vô luận là cái kia pháp sư vẫn là hầu gái, đều là thiên tài A. Nếu có thể đưa bọn họ hai cái đều mời chào đến quốc gia của ta thì tốt rồi. Quái trọng kho lạc, bọn họ cùng Paromia đã thế cùng nước lửa, liền tính không gia nhập bên ta, cũng sẽ không trở thành chúng ta địch nhân. Cũng là. Tham mưu quan gật gật đầu, đồng ý quái trọng kho lạc từ. Không bao lâu, riêng cầm một văn kiện túi từ bên ngoài đi đến. Các vị, cho các ngươi đợi lâu viêm ngồi trở lại trên sofa đem túi văn kiện phóng tới trên bàn trà cái này là tinh thần phân liệt tiếng giai pháp luận văn báo cáo các ngươi có thể trước nhìn một cái viêm đem luận văn túi đưa đến đối phương trước mặt sau đó duỗi tay cầm lấy trên bàn hai trương thẻ ngân hàng thu lên trâu sùng tướng quân mở ra túi văn kiện nhanh chóng phiên dịch một chút sau đó đem văn kiện đưa cho chính mình phía sau tham mưu liền luận văn đều chuẩn bị tốt ngươi xem ra tự hồ sớm có chuẩn bị cái này là ta phía trước đệ trình cấp viện luận văn Grim bình tĩnh mà mở miệng nói, này phiến luận văn ta đã đệ trình, cho nên các ngươi có thể lấy về đi chậm rãi xem. Nghe được Grim nói, trâu sồng tướng quân mày một chọn, ân. Cái này luận văn, tham mưu quan đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Trâu sồng tướng quân quay đầu, làm sao vậy? Luận văn có vấn đề sao? Không có vấn đề. Luận văn thập phần hoàng mỹ, nếu mặt trên lời nói là thật nói, xác thật có thể đem này mở rộng đến quốc gia của ta. Ân, vậy hành. Trâu sồng tướng quân gật gật đầu xin hỏi, có không làm chúng ta đọc dưới ngài làm tinh thần phân liệt, môi giới những cái đó thư tịch sao? Tham mưu quan đối riêng dò hỏi. Nghe được tham mưu quan muốn đọc sách, riêng biểu tình nháy mắt vi diệu lên, có thể. Bang. Tham mưu quan quyết đoán khép lại trong tay thư. Cái kia. Riêng pháp sư, ngài tự hồ cấp sai thư. Tham mưu quan mặt vô biểu tình mà đối riêng nói. Không có lấy sai. Riêng dừng một chút, ngươi xem qua ta viết luận văn, hẳn là nhiều ít minh bạch này đó thư chân chính dụng y đi tham mưu quan sờ sờ cầm, nghĩ nghĩ, thì ra là thế. Này thật đúng là một cái tương đương mưu lợi thủ đoạn đâu. Ukansu.net cũng không biết thông quan phương thức này tiếng dai ma pháp đồ có không tiếng dai bạc trắng dai. Loại sự tình này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ nhìn đến kết quả. viêm dừng một chút, lý luận thượng không ảnh hưởng tiếng dai bạc trắng dai, nhưng là không có trải qua thí nghiệm luận chứng nói, lý luận chung quy chỉ là lý luận. Ân. Lôi lỗ căng thượng giáo, ngươi cảm thấy thế nào? Là ta cảm thấy cái này báo cáo không có vấn đề. Ân, ừ, như vậy chúng ta liền cáo từ. Râu sồng tướng quân đối Dream gật gật đầu. Dream, tốt. Nếu ngươi tương lai không chỗ để đi, không ngại đến lô ra nhân tới. Quốc gia của ta phi thường hoan nghênh những cái đó có thiên phú tinh anh. Trước khi đi, râu sồng tướng quân lại lần nữa đối Dream khởi sướng mời. Ân. Ừ. Tương lai nếu hổng không nổi nữa, ta sẽ suy xét. Tiễn đi ba gã lô ra nhân vương quốc đại sư, Dream rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cư nhiên phái ba cái hoàng kim giai tới, cảm giác lô ra nhân vương quốc lúc này là tính toán làm đại động tác A. À. Rim hướng trên sofa một chuyến, đầu óc không khỏi mà miên mang suy nghĩ lên, chờ đến lô ra nhân bắt đầu mở rộng ta kỹ thuật sau, ta hẳn là sẽ trướng một đại sóng danh vọng đi. Đúng lúc này, nữ quản gia ta ở tiễn đi ba gã quan quân sau, quay trở về phòng khách. Chủ nhân, ngày phía trước làm ta dán đi ra ngoài đồ chiêu mộ bố cáo đã có người tới báo danh. Bố cáo thượng không phải ngày mai buổi chiều tiến hành đồ khảo hạch sao? Cái kia. Chủ nhân, Người tới tự hồ là một đôi lưu lạc nhi. Rim mày một chọn. Thì ra là thế. Cho bọn hắn an bài một phòng. Không, vẫn là trước mang lại đây cho ta xem đi. Tốt, chủ nhân. Ta đây liền đi làm chúng nó hai người tiến vào. Ân. Ừ. Chúng nó. Nó. Một dây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 344, Omiu cùng Potter, Chạy đến riêng gia hưởng ứng lệnh triệu tập culi. A, à, không đúng là hưởng ứng lệnh triệu tập ma pháp học đồ chính là hai cái giống như dân chạy nạn hài tử. Rin đánh giá ngồi ở đối diện xa thượng hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ trên người quần áo rách tung tóe, bất quá lại rất sạch sẽ, tự hồ không lâu trước đây mới tẩy quá, cho nên còn tính sạch sẽ, chỉ là có chút ướt, tự hồ còn không có phơi khô. Bất quá chân chính làm Rin để y chính là hai cái tiểu quỷ chủng tộc. Trong đó một cái là đầy mặt quật cường nhân loại thiếu niên, còn có một cái là trường miêu đầu thú nhân tiểu nữ hài. Trường miêu đầu. Đâu chỉ là trường miêu đầu, cả người hoàn toàn chính là một cái đứng đi đại bạch miêu. Màu trắng mau, hoặc nhìn lông xù xù, cho người ta một loại thập phần đáng yêu cảm giác, nhưng là hoàn toàn không phải nhân loại. Đối với cái loại này trường tai mèo tai mèo thiếu nữ, Rim còn là phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với loại này toàn bộ đều biến thành miêu miêu người. Thiếu nữ, Dream cũng chỉ có thể tỏ vẻ hai bên thẩm mỹ quan có khác nhau. Thú nhân cùng với, Dream nhìn về phía thiếu niên trên trán một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ vết sẹo, ma duệ. Trước mắt thiếu niên cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, thế nhưng là một cái ma duệ rin nói âm vừa ra quật cường thiếu niên liền giống như đã chịu kích thích nhảy dựng lên ma duệ thì thế nào người bố cáo thượng không phải viết bất luận chủng tộc sinh ra sao quật cường thiếu niên trên mặt mang theo một cổ cố chấp tự hồ đối chính mình ma duệ thân phận thập phần mẫn cảm đối với thiếu niên bạo tính tình rin nhiều ít có thể ly giải mosnari tính ngưỡng hộ vệ chi thần đối đãi ma duệ thái độ tương đối khai sáng sẽ không giống quan minh thần giáo hội như vậy hiện ma duệ sau trực tiếp tinh lọc nhưng là dân gian đối với ma duệ kỳ thị lại sẽ không biến mất, bởi vậy rất nhiều ma duệ ở khi còn nhỏ đều sẽ đã chịu nghiêm trọng ức hiếp. Ở đối mặt ức hiếp thời điểm, có người lựa chọn nhẫn nại, còn có một ít người tắt lựa chọn phản kháng, trước mắt thiếu niên hiển nhiên thuộc về người sau. Rim nhìn từ trên xuống dưới ma duệ thiếu niên, không có để y thiếu niên thất lễ, tên của ngươi. Ma duệ thiếu niên vẽ mặt quật cường mà trừng mắt Rim, không nói gì. Đúng lúc này, miêu ít người nữ vương lông xù xù miêu trảo tử, lôi kéo thiếu niên nhận thấy được thiếu nữ động tác sau, ma duệ thiếu niên do dự một chút, lúc này mới khô cằn mà mở miệng nói, Potter. Thiếu niên chỉ nói tên, lại không có nói chính mình dòng họ. Grim không khỏi mà nhìn thoáng qua miêu ít người nữ, đối hai người quan hệ tự hồ thực cảm thấy hứng thú, ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Ô là miêu cơ. Miêu ít người nữ thanh âm thực mềm, hơn nữa trung gian thường thường mà xuất hiện, miêu hóa âm cùng với ô hóa âm, cái này làm cho nàng Paromia ngữ nghe tới quái quái. Bất quá tuy rằng âm có chút quái, nhưng là lại sẽ không gây trở ngại giao lưu. Miêu cơ. Tên này không tồi. Rim gật gật đầu. Không phải miêu cơ, là miêu cơ. ít người nữ sửa đúng rim âm. Rim trên mặt biểu tình có chút vi diệu, ân, ta đã biết, miêu cơ. Không phải miêu cơ, là miêu cơ. Không cần để y chi tiết. Rim vẫy vẫy tay, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có thể biết là ở kêu ngươi là được. Nhân loại thính giác khí quan cùng với âm khí quan cùng miêu người có một ít khác nhau, cho nên hai bên tính giác cùng âm có vi diệu nhận tri sai biệt. Miu cơ vẽ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Các ngươi hai cái biết chữ sao? Grim bắt đầu dò hỏi chính sự. Potter Miu biết chữ Miu, Potter Miu rất lợi hại Miu, Potter Miu nhận thức thông dụng ngữ Oparomia ngữ Miu. Miu cơ vội vàng mở miệng nói, tự hồ sợ Grim không cần thiếu niên. Grim có chút ngoài y muốn nhìn thoáng qua thiếu niên. Ai trên đại sáu biết chữ xuất nhưng không cao, có thể đồng thời nắm giữ hai môn ngôn ngữ cùng văn tự, ít nhất thuyết minh hắn sinh ra cũng không tính quá kém. Như vậy ngươi đâu? Rin nhìn về phía miêu ít người nữ, ngươi biết chữ sao? Ô! Không biết chữ. Miêu ít người nữ lắc lắc đầu, nhưng là trong thanh âm lại không có bất luận cái gì quể oải. Rim, như vậy có thể nói cho ta ngươi đều sẽ cái gì sao? Miêu cơ lắc lắc đầu, ô! Ô không có gì bản lĩnh miêu, ô chỉ biết răng thú miêu. Nga! ngươi không phải tới hưởng ứng lệnh triệu tập ma pháp học đồ. Riêng ngoài y muốn nhìn trước mắt thú nhân thiếu nữ. Ô chỉ là bồi Potter Mew lại đây Mew. Mew ít người nữ đứng lên, đối với Dream cúc một cung. Mew cơ. Ma duệ thiếu niên đầy mặt nôn nóng mà nhìn thiếu nữ, tự hồ muốn nói cái gì. Potter Mew, Mew ít người nữ quay đầu, sáng ngời mắt to bình tĩnh nhìn thiếu niên, chúng ta nói tốt miêu. Thiếu niên cắn môi, đầy mặt không cam lòng. Potter Mew rất lợi hại miêu, cho nên thiếu nữ vương tay, sờ sờ thiếu niên đầu, Watermill, nhất định phải trở thành một cái rất lợi hại, rất lợi hại pháp sư, quá thượng hạnh phúc Nhật Tử Miêu. Miêu Cơ, thiếu niên bắt lấy thiếu nữ bắt cách, trên mặt hiện ra một cổ giống như bị vứt bỏ tiểu miêu biểu tình. Watermill. Yên Tâm Miêu, chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Miêu ít người nữ nguyên khí tràn đầy mà an ủi thiếu niên. Nhìn trước mắt giống như sinh ly tử biệt cảnh tượng, Dream không khỏi mà nhíu mày. Ân. Ừ. Nếu ta ly giải không có sai nói, ngươi không muốn lưu tại ta nơi này. Rim đột nhiên ngắt lời đối miêu ít người nữ nói. Ô không bản lĩnh miêu. Miêu cơ đối Rim nói, cho nên ô không có biện pháp lưu lại miêu. Rim nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói cách khác, ngươi kỳ thật là nguyện y lưu lại, nhưng là bởi vì cảm thấy chính mình không có biện pháp thông qua thuê khảo hạch, cho nên muốn phải rời khỏi. Là như thế này miêu, miêu cơ nguyên khí tràn đầy gật gật đầu. Nếu là nguyên nhân này nói, chấm nét ngươi không cần lo lắng. Rim nhìn thoáng qua miêu ít người nữ thuộc tính, miêu người thiên phú không tồi, ngươi hoàn toàn có thể lưu lại làm giúp việc thật sự miêu miêu ít người nữ kích động mà đứng lên ân rim gật gật đầu nhưng chính là ô là thú nhân miêu thật sự có thể lưu lại ô miêu ta là chủng tộc bình đẳng chủ nghĩa giả ta cho rằng sở hữu trí tuệ chủng tộc đều là bình đẳng được hưởng tương đồng quyền lợi ta sẽ không bởi vì chủng tộc cùng với huyết thống kỳ thị một người rim nói y vị thâm trường mà nhìn mổ vị ma duệ thiếu niên liếc mắt một cái ta chỉ biết bởi vì một người hành vi kỳ thị một người ma duệ thiếu niên nhìn rim Cắn môi, không nói lời nào. Hảo, nhàn thoại đã nói xong. Kế tiếp nói một chút đãi ngộ vấn đề. Rim quay đầu đối miêu ít người nữ nói, ở người học được văn tự phía trước, đều xem như thực tập kỳ. Thực tập kỳ không có tiền lương, đương nhiên, thực tập kỳ áo cơm trụ toàn bộ đều bao, cho nên ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi học được văn tự sau, lại căn cứ ngươi thực tập trong lúc công tác tình huống, quyết định ngươi thù lao. Như vậy có thể chứ? Cốt miêu, Miu ít người nữ không chút do dự đáp ứng rồi cái này ở trên địa cầu tuyệt đối sẽ không có người đáp ứng công tác điều kiện. Đến nỗi ngươi, Rim quay đầu nhìn về phía một bên ma duệ thiếu niên, ngươi nhận lời mời chính là xưởng học đồ. Cô, đúng lúc này, Miu ít người nữ bụng đột nhiên vang lên. Rim trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ. Ô Miu, Miu cơ vội vàng che lại chính mình bụng, sáng ngời mắt to trung tràn ngập bất an, xin, xin lỗi. Ô không phải đã đói bụng. Rim trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ân. Cũng thế thời gian này cũng không sai biệt lắm nên uống xong ngọ trà, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 345, học đồ cùng hiệp hội. Tên sách, Hầu gái chiến tranh chính văn chương 129 học đồ cùng hiệp hội tác giả, tình cảm mãnh liệt chuối. Hầu gái chiến tranh mới nhất chương 2 ca tiểu thuyết võng hoang nên ngài. Bổn trạm vực danh, hai ca tiểu thuyết hoàn chỉnh ghép vần, thực hảo nhớ Nga. Đẹp tiểu thuyết. Mãnh liệt đề cử, Tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỹ ta dục phong thiên ta tức y trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn tân kiến không lâu học đồ ký túc xá trung. Ký túc xá lầu một trong đại sảnh, 12 danh thông qua phỏng vấn học đồ chính rộn ràng nhốn nháo mà đứng ở đại sảnh giữa, nghe Dream đối với công tác một ít giới thiệu. Các ngươi giữa có chút người đã học xong pháp thuật, có chút người còn không có học được pháp thuật bất quá này đều không quan trọng. Bổn hiệp hội có được tinh thần phân liệt tiếng giai pháp, chỉ cần hoàn thành việc học, liền nhất định có thể tiếng giai ma pháp học đồ. Trước mắt, các ngươi thân phận toàn bộ đều giống nhau, đó chính là ma pháp xưởng học đồ. Trước nói một chút các ngươi đãi ngộ. Xưởng học đồ đãi ngộ đều giống nhau. Tháng thứ nhất là thực tập kỳ, không có giữ gốc tiền lương, nhưng là hoàn thành tương ứng công tác nói sẽ có nhất định tiền thưởng trích phần trăm. Một tháng sau chuyển chính thức, mỗi tháng nửa cái đồng vàng giữ gốc tiền lương, thêm vào hoàn thành công tác có thể đạt được tương ứng tiền thưởng. Học đồ trừ bỏ xưởng công tác ngoại, còn có học tập ma pháp tri thức quyền lực. Mỗi vị học đồ đều có thể mượn đọc thư viện trung thư tịch, bất quá thư viện đều là một ít bình thường thư tịch, pháp thuật tri thức tương quan thư tịch yêu cầu dùng học phân tới đổi. Mỗi tuần ta sẽ ở thư viện vì các ngươi thượng một tiết khóa, cũng cho các ngươi bố trí bài tập, sau đó mỗi tháng cuối tháng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần việc học khảo hạch, căn cứ khảo hạch thành tích có thể đạt được nhất định học phân. Trừ ngoài ra, hoàn thành đầu đề nhiệm vụ cũng có thể đạt được học phân. Sở hữu điều lệ chế độ, đều ở ước riêng pháp sư hiệp hội chế độ, các ngươi có thể chính mình đi thư viện mượn đọc. Riêng cấp ra đại ngộ ở A-Âu thế giới giữa xem như không tồi. Công tác nắm chắc tân, có tiền thưởng, còn có học tập quyền lợi, tuy rằng cùng trên địa cầu thuê công nhân đại ngộ so sánh với còn muốn kém một ít, nhưng là ít nhất so thế giới này đại bộ phận lòng dạ hiểm độc xưởng đều phải hảo. Potter đứng ở phía dưới đám người giữa, yên lặng mà nghe Dream Pháp sư giới thiệu. Đương Rim giới thiệu xong hiệp hội một ít cơ bản chế độ sau, liền mang theo mới tới học đồ nhóm đi trước tân tu học đồ ký túc xá, chuẩn bị vì học đồ nhóm an bài phòng. Potter là ngày hôm qua tới, đối với ký túc xá cùng phòng ở đâu sớm đã hiểu rõ với ngực. Bởi vậy Potter cũng không có theo sau, mà là rời khỏi đám người, hướng thư viện đi đến. Hai ngày thời gian, Potter cũng đã đối nơi này có một ít hiểu biết. Rim Pháp sư hiệp hội, từ một đống lầu chính, một đống học đồ ký túc xá, cùng với một gian ma pháp xưởng tạo thành. Lầu chính là Grim Pháp Sư và người hầu cùng với các hộ vệ chỗ ở, thuộc về tư nhân khu vực, ngày thường cấm học đồ xuất nhập. Mà học đồ ký túc xá còn lại là ở vào xưởng cách đó không xa một đống phòng ở, là học đồ nhóm cư trú khu cùng với học tập khu. Học đồ ký túc xá lầu 2 là ký túc xá, mà lầu 1 còn lại là nhà ăn, phòng bếp, VWC, thư viện chờ sinh hoạt phương tiện. Potter thực mau liền tới tới rồi thư viện. Nói là thư viện, nhưng kỳ thật cũng cũng chỉ có một cái kệ sách cùng với mười mấy trương bàn ghế mà thôi, trên kệ sách mặt thư cũng chỉ có mười mấy bổn mà thôi. Bên cạnh giá sách trên tường treo một cái bản tử, mặt trên viết thư viện một ít phải biết. Mà ở thư viện phải biết phía dưới, bốn con màu trắng trường lỗ tai sinh vật đang ngồi ở một trương bàn làm việc thượng phát ngốc. Nhìn đến Potter tiến vào, một con Mona đứng lên, chỉ vào bàn làm việc thượng một trương bản biểu, đối Potter nói, Mona, Mona, Mona. Potter biết này hai cái màu trắng sinh vật chính là Grim Pháp Sư triệu hoán sinh vật, có được đơn giản trí tuệ. Ở cái này trong nhà, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến này đó màu trắng sinh vật thân ảnh. Potter nghe không hiểu Mona nhóm nói, nhưng là lại biết Mona nhóm y tứ. Nhìn thoáng qua trên vách tường thư viện phải biết, Potter đi đến trước quầy, cầm lấy trên bàn lông chim bút, ở bản biểu trung viết xuống tên của mình cùng với nhập quán thời gian, lúc sau Potter đem bản biểu trả lại cho Mona. Lúc sau Potter đi vào kệ sách trước, hiệp hội nhập môn chỉ nam. Tìm được rồi. Potter từ trên kệ sách đem một quyển phim pháp sư hiệp hội nhập môn chỉ nam cầm xuống dưới, sau đó tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xuống, bắt đầu lật xem lên. Học phân. Quyền hạn. Đãi ngộ. Ân. Thường thấy siêu phàm pháp sư chức nghiệp cập tiến giai điều kiện. Potter ở thư thượng thấy được một cái chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chiến sĩ căn cứ am hiểu sử dụng vũ khí cùng với phong cách chiến đấu, bị chia làm kiếm sĩ, thương binh, cung binh, cùng chiến chờ loại hình, mà pháp sư căn cứ am hiểu lĩnh vực đồng dạng có thể bị chia làm nhiều loại loại hình. Nguyên tố vô sư, cùng nguyên tố lĩnh chủ định ra khế ước, đạt được trực tiếp chỉ huy ma pháp nguyên tố năng lực, dốc lòng hủy diệt cùng phá hư pháp sư. Có thể vượt cấp sử dụng nguyên tố pháp thuật, có được cực đại lực phá hoại, có thể hiến tế chính mình, triệu hoán nguyên tố lĩnh chủ. Nếu có thể lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, có thể thực nhẹ nhàng mà liền hoàn thành tiến giai. Nhận chức yêu cầu, lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm. Triệu hoán sư, dốc lòng triệu hoán pháp thuật, có thể triệu hoán các loại triệu hoán sinh vật tới vì chính mình tác chiến. Cái này chức nghiệp có thể làm triệu hồi ra tới triệu hoán sinh vật không biến mất. Nhận chức yêu cầu. Thợ thủ công vu sư, giúp lòng luyện kim thuật, ma pháp vật phẩm chế tác, ma pháp trận chế tác. Kiếm tiền năng lực nhất lưu, am hiểu cứ điểm chế tác. Ma bắn ra tay. Riêng Pháp Sư Hiệp hội nhập môn chỉ nam, trước nửa bộ phận giới thiệu xưởng một ít điều lệ chế độ, nhưng là phần sau bộ phận giới thiệu lại toàn bộ đều là các loại siêu phàm Pháp Sư chức nghiệp đặc điểm cùng với nhận chức yêu cầu. Tuy rằng mặt trên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nhưng là gần từ những cái đó ngắn gọn văn tự giữa, Potter lại có thể cảm nhận được này đó chức nghiệp cường đại. Riêng pháp sư chức nghiệp hẳn là triệu hoán sư đi. Potter không khỏi mà nhìn thoáng qua quầy phương hướng Mona nhóm. Những cái đó triệu hoán sinh vật vẫn luôn tồn tại, không có thời gian hạn chế. Này hiển nhiên không phải bình thường triệu hoán pháp thuật. Liền ở Potter đọc sách thời điểm, mặt khác học đồ cũng lát đắc lưa thưa mà đi tới thư viện. Trên kệ sách tam bổn, viêm pháp sư hiệp hội nhập môn chỉ nam, nháy mắt toàn bộ đều bị mượn đi rồi. Rất nhiều người thậm chí hai, ba người cùng xem một quyển sách. Đối với phía trước bộ phận, học đồ nhóm thực mau liền lật qua đi. Nhưng là đương phiên đến siêu phàm pháp sư chức nghiệp giới thiệu khi, tất cả mọi người tới hứng thú. Này đó siêu phàm chức nghiệp tương quan tư liệu toàn bộ tới trò chơi, là riêng căn cứ trong trò chơi tình huống sửa sang lại ra tới. Tư liệu thượng chỉ có chức nghiệp đại khái giới thiệu cùng với một ít nhận chức yêu cầu, nhưng là lại cũng đủ để hấp dẫn này đó học đồ nhóm đôi mắt. Mọi người trước kia căn bản không biết nguyên lai like pháp sư cũng có nhiều như vậy loại hình. Nguyên lai like pháp sư thế nhưng có nhiều như vậy chủng loại. Ta vẫn luôn cho rằng pháp sư chính là pháp sư, một người người lùng nhịn không được lớn tiếng mà kêu la lên. Hư! Một người bán thân nhân vội vàng y bảo người lùng an tĩnh, đồng thời lặng lẽ chỉ chỉ Mona nhóm phương hướng. Người lùng vội vàng che miệng lại, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Mona nhóm phương hướng. Không sai, Rin đưa tới này phê học đồ giữa trừ bỏ trường thân người, nhân loại bình thường, ngoại, đồng thời còn có một người người lùng cùng bán thân nhân. Chương 346, học đồ cùng nhiệm vụ. Tên sách, Hầu gái chiến tranh chính văn chương 130 học đồ cùng nhiệm vụ tác giả, tình cảm mãnh liệt chuối. Hầu gái chiến tranh mới nhất chương 2 ca tiểu thuyết võng hoang nên ngài. Bổn trạm vực danh, hai ca tiểu thuyết hoàn chỉnh ghép vần, thực hảo nhớ Nga. Đẹp tiểu thuyết. Mãnh liệt đề cử, Tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỹ ta dục phong thiên ta tức y trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn Potter ở thư viện nhìn trong chốc lát thư sau, Potter liền đem thư tịch còn trở về trên kệ sách, cũng ở xuất nhập tạp thượng viết xuống tên của mình cùng với rời đi thư viện thời. Giang Từ thư viện ra tới sau, Potter nhịn không được nhìn thoáng qua chủ trạch phương hướng. Miêu ở chủ trạch đương hầu gái, hiện tại nàng hẳn là đang ở nỗ lực mà công tác đi. Ta muốn trở thành thợ thủ công vu sư, kiếm đồng tiền lớn. Sau đó làm miêu cơ quá thượng không bao giờ dùng ăn đói mặc rét ngày lành. Baxter ở trong lòng phát hạ lời thề. Bất quá đó là tương lai sự. Lộ đến từng bước một đi, hiện tại đầu tiên phải làm chính là công tác. Baxter nhìn thư viện cửa treo nhiệm vụ bản. Nhiệm vụ bản thượng chỉ dán một trương tấm da dê, đại bộ phận khu vực đều còn không, có vẻ thập phần trống trải. Baxter nhìn về phía kia trương duy nhất tấm da dê ở kia trương tấm da dê thượng kia lục một cái đầu đề nhiệm vụ. Ở thiết một thượng điêu khắc ma pháp trận. Đầu đề nhiệm vụ, ở thiết tấm ván gỗ thượng điêu khắc ma pháp trận. Lĩnh yêu cầu, ưu tú nghề một điêu khắc kỹ thuật. Hoàn thành khen thưởng, 20 học phân, một đồng vàng. Học phân khen thưởng chỉ có lần đầu tiên hoàn thành đầu đề nhiệm vụ khi mới có, lặp lại hoàn thành chỉ có đồng vàng khen thưởng. Nhiệm vụ thuyết minh, ma pháp trận là ma pháp sư sớm hay muộn sẽ tiếp xúc đến sự, ma pháp trận điêu khắc lại không cần điêu khắc giả có được cao thâm pháp thuật tri thức, nhưng là lại đối sức lực cùng với điêu khắc kỹ thuật có cực cao yêu cầu. Nghề một điêu khắc kỹ thuật sao? Potter không khỏi mà nhìn chính mình đôi tay. Là một người ma duệ, Potter đối với chính mình sức lực vẫn là rất có tự tin, nhưng là nghề một kỹ thuật nói Potter liền không có gì nắm chắc. Còn không phải là điêu đầu gỗ sao? Hẳn là không phải quá khó. Thử xem xem đi. Potter vì chính mình đánh cổ vũ, quyết định đi thử thử cái này đầu đề nhiệm vụ. Nhưng là thực mau, Potter liền gặp được một cái tân vấn đề. Cái này liền tính yếu lĩnh lấy cái này đầu đề nhiệm vụ nhưng là ta nên đi tìm ai đâu potter vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở tại chỗ không biết làm sao mặt khác học đồ không phải ở thu thập hành ly sửa sang lại phòng chính là ở thư viện đọc sách thu thập tư liệu còn có học đồ tắt khắp nơi đi lại quen thuộc hoàn cảnh là một người trường kỳ chịu khi dễ ma duệ potter đối với nêu cơ bên ngoài người đều không có hảo cảm cho nên potter cũng không có cùng những cái đó học đồ nhóm giao lưu trực tiếp rời đi ký túc xá đúng lúc này Potter phát hiện Grim đang từ xưởng ra tới. Lão sư. Potter vội vàng chạy qua đi. Ân. Grim quay đầu, Potter, có chuyện gì sao? Lão sư, ta muốn thử xem cái kia cỡ thiết tấm ván gỗ thượng điêu khắc ma pháp trận, đầu đề nhiệm vụ. Potter mở miệng nói. Grim, chuyện này ngày mai đi học thời điểm ta sẽ nói. Ngươi hôm nay trước làm quen một chút hoàn cảnh, hơn nữa cùng mặt khác học đồ giao lưu một chút, ít nhất đến làm rõ ràng những người khác tên. Nghe được Grim nói, Potter trên mặt hiện ra một tia không vui. Potter cũng không nghĩ như thế nào cùng những người khác đánh hảo quan hệ. Rim tự hồ nhìn ra Potter y tưởng, Potter, liền tính ngươi không muốn cùng những người khác đương bằng hữu, cũng nên đối người khác bảo trì tôn trọng cùng lễ phép. Bởi vì tôn trọng cùng lễ phép là hợp tác cơ sở. Potter cúi đầu, không nói lời nào. Nhìn trước mắt tên này quật cường thiếu niên. Rim khẽ nhíu mày. Tính, tùy duyên đi. Ở đuổi đi Potter sau, Rim kẹp văn kiện, quay trở về thư phòng. Ở chiêu mộ vào mười mấy cái học đồ sau, Rim nháy mắt liền vội lên. Người tuy rằng đã đến đông đủ, nhưng là rất nhiều công cụ lại đều còn không có chuẩn bị tốt, đồng thời bởi vì gia nhập một cái người lùng duyên cớ, Rim còn cần thiết vì cái kia người lùng chuẩn bị một bộ người lùng chuyên dụng, tiểu hoàng bổn. Người lùng cũng không phải đương pháp sư lưu, nhưng là này cũng không đại biểu người lùng liền không thể đương pháp sư. Ở Rim xem ra, chỉ cần trí lực đạt tiêu chuẩn, có thể nắm giữ cơ bản nhất hình học phẳng, tên kia liền có trở thành ma pháp học đồ cơ bản tư cách. Tên kia người lùng chính là Grim một lần nếm thử, dùng để thí nghiệm tinh thần phân liệt pháp đối nhân loại bên ngoài chủng tộc hiệu quả. Grim đối với chính mình phát minh tinh thần phân liệt pháp rất có tin tưởng, nhưng là Grim lại đối với người lùng thẩm mỹ quan cảm thấy lo lắng. Lấy người lùng thích cơ bắp, eo thùng phi thẩm mỹ quan, Grim trong tay những cái đó vỡ chỉ sợ đều không thể làm tên kia người lùng sinh ra hứng thú. Người lùng bác gái vỡ, Grim không khỏi mà đánh cái rùng mình, ta khẳng định không thấy quá loại đồ vật này. Grim không nhớ rõ chính mình có xem qua thảo người lùng bác gái vỡ nhưng là bình thường vỡ hiển nhiên không phù hợp người lùng khẩu vị. Không phù hợp người lùng khẩu vị, vô pháp làm người lùng sinh ra hứng thú, tự nhiên cũng liền không có biện pháp làm hắn tinh thần phấn kháng, tinh thần phân liệt pháp, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Có lẽ có thể thử xem tiểu thuyết. Rim móc ra sách cấm, truyện tranh đồ án hình tượng đã cố định, nhưng là tiểu thuyết nói có lẽ. Trong thư phòng, Rim mở ra sách cấm, bắt đầu lật xem bên trong nội dung. Sách cấm chính là một phen chìa khóa, có thể mở ra Rim thâm tầng ký ức. Grimm ở sử dụng sách cấm thời điểm, có thể đem những cái đó chính mình sớm đã quên đi ký ức lại lần nữa hồi tưởng lên. Bất quá có một việc tương đối phiền toái, đó chính là ở cắm vào chìa khóa, phía trước, Grimm cũng không biết chìa khóa mở ra chính là này đó ký ức. Grimm nhìn chầm chầm sách cấm, nhìn một cái xúc tua vỡ, đồng thời hồi ức chính mình kiếp trước ký ức. Bởi vì trước mắt này đoạn cốt truyện duyên cớ, Grimm nhớ lại chính mình xem cái này vỡ khi ký ức không chỉ là xem vỡ cái kia nháy mắt, mà là từ buổi sáng tỉnh lại đến buổi tối ngủ phía trước, cả ngày ký ức bởi vì sách cấm duyên cớ dream kia một ngày ký ức trở nên vô cùng rõ ràng dream y đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm hữu dụng đồ vật ở liên tục nhìn vài bộ vở truyện tranh sau dream tìm được rồi một cái có lẽ dùng được với đồ vật ma huyễn đại tác phẩm tức giới tam bộ khúc tiểu thuyết ngô nếu là đề cao tinh thần hoạt tính nói có lẽ có thể thử xem loại này chuyện xưa thư nếu bình thường chuyện xưa cũng có thể giống tiểu hoàng bổn giống nhau đề cao tinh thần sinh động độ nói như vậy dream pháp sư tổ chức liền có thể đối nữ tính tiến hành huấn luyện Rim cảm thấy chính mình có thể thử xem. Rim từ tủ trung nhảy ra tấm da dê, chuẩn bị thi pháp. Ừ. Giống như không được a à, tiểu thuyết văn tự quá nhiều, phiên dịch lên thật sự là quá khó khăn. Rim đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Tiểu thuyết văn tự lượng thật sự là quá nhiều. Chính mình tuy rằng nhớ lại tiểu thuyết nội dung, thậm chí mỗi một chữ đều nhớ rõ, nhưng là nếu muốn đem mấy thứ này toàn bộ phiên dịch thành AOU thế giới ngôn ngữ, lại không phải một việc dễ dàng. Tìm xem truyện tranh đi nếu có thể tìm được loại này loại hình truyện tranh. Bất quá tổng cảm thấy bình thường truyện tranh đối tinh thần lực đề cao biên độ so ra kém vỡ truyện tranh A. Rim khẽ nhíu mày, trước đem nội dung phục chế xuống dưới đi. Nếu không được nói, coi như thành một lần phản chứng thực nghiệm đi. Chương 347, học đồ cùng nghề một. Đây là đệ nhất tiết khóa. Ta sẽ không giảng giải cái gì cao thâm pháp thuật, mà là giảng giải một chút các ngươi hẳn là như thế nào ở công tác trung học tập, ở học tập trung công tác, cũng chậm rãi trở thành một người đủ tư cách ma pháp sư, Thư viện trung, học đồ nhóm ba người vì một tổ, phân biệt ngồi ở bốn cái bàn mặt sau, mà dream tắt đứng ở bảng đen phía dưới, vì học đồ nhóm giảng bài. Pháp sư có tam đại chỉ tiêu, trí lực, ma lực, tri thức. Pháp sư hết thể hành vi đều là vì đề cao này ba cái thuộc tính, đương này ba cái chỉ tiêu đạt tới trình độ nhất định sau, pháp sư thăng cấp cùng với tiếng giai cũng liền nước chảy thành sông. viêm ở bảng đen thượng phân biệt viết xuống ba cái từ, hơn nữa ở phía sau để lại chỗ trống, trí lực là chỉ đại não tư duy logic năng lực chiến sĩ thông qua chiến đấu cùng với vận động tới rèn luyện thân thể, như vậy Pháp Sư muốn như thế nào rèn luyện đại não đâu? Có hay không người biết? viêm nhìn một giảng phía dưới bọn học sinh. Thông qua đọc sách tới rèn luyện. Một người thiếu niên nhấc tay nói. Lần sau trả lời vấn đề phía trước, trước nhấc tay. Ta điểm danh sau, lại trả lời, trả lời thời điểm thỉnh đứng lên. viêm dừng một chút, hảo, một lần nữa tới một lần. Nhấc tay. viêm đối tên kia học đồ nói học đồ đem tay ngoan ngoãn mà đem tay cử lên. Tom, trả lời. Rim điển danh nói. Thiếu niên đứng lên, thông qua đọc sách tới rèn luyện. Thực hảo. Ngồi xuống đi. Rim y bảo Tom ngồi xuống. Tom thẹn thùng mà ngồi trở lại trên ghế. Rim ở sổ điển danh thượng nhớ một cái ghi hiệu. Đọc, tính toán, tự hỏi từ từ, chỉ cần là có thể làm đại não hoạt động lên, đối đại não tạo thành gánh nặng hành vi, đều có thể rèn luyện đại não. Đối đại não gánh nặng càng lớn, rèn luyện hiệu quả càng tốt, nhưng là nếu cường độ quá lớn, tắc có khả năng thương đến đại não. Mona, đem cái này chia mỗi người. Rim chỉ chỉ bên chân 12 cái in ấn có ma pháp trận thiết tấm ván gỗ, làm trợ giáo Mona chia học sinh. Mona, Mona nhóm tung ta tung tăng mà dơ tấm ván gỗ, đem này phân biệt đưa mỗi cái bàn vị thượng. Rim, thư viện cửa cái kia đầu đề nhiệm vụ ta tưởng các ngươi đều đã thấy được. Hiện tại, các ngươi cầm lấy các ngươi trong tay ma pháp trận, cẩn thận quan sát mặt trên ma pháp trận, nhìn xem các ngươi hay không có thể nhìn ra cái gì. Học đồ nhóm sôi nổi cầm lấy tấm ván gỗ, quan sát đến mặt trên ma phát trận. Có phát hiện cái gì sao? Một lát sau, Rim mở miệng dò hỏi. Học đồ trung không ai nói chuyện. Như vậy ta đổi một loại hỏi pháp đi. Hay không có cảm giác được không khỏe? Lúc này đây, một người học đồ ở do dự trong chốc lát sau, giơ lên tay. Jerry. Rim điểm một chút danh. Lão sư, ta cảm giác xem lâu rồi tự hồ có chút choáng váng đầu không tồi xem lâu rồi sẽ choáng váng đầu đương người ở quan sát ma văn thời điểm sẽ y đồ ly giải ma văn giữa y tứ này sẽ đối đại não tạo thành nhất định gánh nặng nếu trí lực thuộc tính không đủ hoặc là xem đến thời gian quá dài liền sẽ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt lực chú y giảm xuống đương nhiên không chỉ có ma văn như thế bình thường văn tự xem lâu rồi cũng giống nhau sẽ cảm thấy khó chịu cho nên các ngươi cái thứ nhất đầu đề nhiệm vụ chính là thói quen ma văn hơn nữa đem phát đến các ngươi trong tay ma phát trận điêu khắc ra tới Rim dừng một chút, kế tiếp ta tới nói một ít điều khắc yêu cầu. Viêm cầm lấy một cái tấm ván gỗ, treo ở bảng đen thượng, chỉ vào tấm ván gỗ thượng ma pháp trận, ở bảng đen thượng vẽ một tổ số liệu. Ma pháp trận thượng sở hữu đường công khoang 1mm, thâm 1mm, khác biệt độ chặt chẽ không thể vượt qua 10%. Nói cách khác, đường công độ rộng cùng chiều sâu cần thiết bảo trì ở 0,91, một mm chi gian, nếu có một chỗ độ chặt chẽ vượt qua, toàn bộ ma pháp trận đều tính báo hỏng. Nghe được Rim nói, sở hữu học đồ đều không khỏi mà hút khẩu khí lạnh, thâm khoan 1mm. Độ chặt chẽ yêu cầu 10%. Viêm chờ học đồ nhóm tưởng trong chốc lát, minh bạch này một yêu cầu khó khăn sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, mỗi cái ma pháp trận giá cả vì 0.5 đồng vàng, nếu báo hỏng hai cái ma pháp trận, như vậy liền tính hoàn thành điêu khắc cũng chỉ có học phân, không có thù lao. Trong một tháng, hoàn thành ma pháp trận điêu khắc học viên, liền tính hoàn thành học đồ khảo hạch, mà nếu báo hỏng ba cái ma pháp trận cũng không có thể hoàn thành khảo hạch người, viêm dừng một chút, chính mình chạy lấy người. Liền cẩn thận đều làm không được người, không thích hợp đương một người pháp sư. Nghe được Kim nói, học đồ nhóm không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy một trận áp lực. Điêu khắc ma pháp trận trừ bỏ yêu cầu rèn luyện các ngươi trí lực thuộc tính ngoại, đồng thời còn cần nhất định lực lượng cùng với nghề một kỹ xảo. Cho nên buổi chiều ta cho các ngươi thỉnh trấn trên thợ một đặt lôi tây tới cấp các ngươi thượng nghề một chương trình học. Trừ ngoài ra, lực lượng rèn luyện cũng không thể buông. Từ ngày mai bắt đầu, Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ vì thể năng rèn luyện thời gian, Hylia đem phụ trách rèn luyện các ngươi lực lượng cùng thể năng. Nghề mộc khóa. Thể năng rèn luyện. Chúng ta thật là đảm đương ma pháp học đồ sao? Không ít học đồ trong lòng không khỏi mà hiện ra một loại quái quái cảm giác. Ai? Cảm giác ma pháp sư cùng chiến sĩ rất giống sao, một người người lùng học đồ bắt lấy chính mình râu sồn, trên mặt hiện ra một tia y cười. Đối với chính mình thể năng cùng với lực lượng, người lùng vẫn là rất có tự tin. Thực mau, buổi sáng chương trình học liền kết thúc. Mà buổi chiều còn lại là nghề một chương trình học. Học đồ nhóm thực mau bận rộn lên, bắt đầu mỗi ngày cùng đầu gỗ giao tiếp nhật tử. Buổi sáng, học đồ nhóm yêu cầu tiếp thu hai cái giờ thể năng huấn luyện, lúc sau tự do hoạt động thời gian tắt yêu cầu tự học Rim công đạo xuống dưới một ít chương trình học cùng với tác nghiệp riêng mỗi tuần chỉ thượng hai tiết khóa, cho nên đại đa số thời điểm học đồ nhóm đều yêu cầu chính mình tự học, gặp được vấn đề nói, dream sẽ ở đi học khi thống nhất giải đáp. Mà tới rồi buổi chiều, học đồ nhóm tắt yêu cầu cầm lấy nghề một thước, cái đục, một đao, bắt đầu rồi mỗi ngày nghề một kiếp sống. Học đồ ký túc xá trung, tông nhìn chính mình trên tay vết chai, trên mặt hiện ra một tia rối rắm, cái này thật là ma pháp học đồ huấn luyện sao? Vì cái gì ta cảm thấy quái quái? tông bạn cùng phòng Jerry cầm tiểu đao, đang ở điêu khắc khắc gỗ, riêng pháp sư chính là thiên tài, hắn huấn luyện phương pháp tự nhiên cùng ngươi gia gia phương thức huấn luyện không giống nhau. Hảo đi! tông một đầu ngã vào trên giường. Một khắc gian phòng ngủ chung người lùng chính vẻ mặt bực bội mà nhìn trong tay đầu gỗ a a a cái này công tác thật sự là quá làm người hỏa lớn ta thà rằng cầm rìu đi chém đầu gỗ cũng không nghĩ cầm tiểu đao làm loại này công tác a à. ta phía trước cảm thấy điêu khắc không có gì dùng nhưng là hiện tại xem ra đạo sư chương trình học vẫn là có điểm đạo ly bán thân nhân cười hì hì thưởng thức chính mình điêu khắc vật cố lên đi ngươi không phải nói ngươi muốn trở thành cái thứ nhất người lùng pháp sư sao trên thế giới này nguyện y giáo người lùng ma pháp pháp sư nhưng không nhiều lắm. Điêu khắc cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi độ chặt chẽ yêu cầu còn như thế chi cao. Thất bại ba lần liền cút đi trừng phạt, cũng làm học đồ nhóm không dám dễ dàng động thủ. Bất quá luôn có một ít không sợ chết người. Một vòng sau, đương riêng lại lần nữa xuất hiện ở lớp học thượng khi. Ba cái đối chính mình nghề một năng lực tương đối tự tin học đồ liền đem chính mình điêu khắc cốt ma pháp trận giao đi lên. Tìm bổn trạm tìm tòi đỉnh điểm tiểu thuyết 208XS, hoặc thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép chương 348, học đồ cùng ma phát trận. Người lùng quả luân, bán thân nhân la mễ, còn có đến từ trấn trên Jerry Người lùng lực lượng cường đại, cảnh này khiến hắn ở nghề một điêu khắc khi tay thực ổn, chỉ cần có thể bình tĩnh lại, chậm rãi điêu khắc, hoàn thành chương trình học còn tính dễ dàng. Bán thân nhân tay thực xảo, ở nghề một phương diện có thiên nhiên ưu thế, nếu không phải bởi vì điêu khắc tài liệu là cứng rắn vô cùng thiết một, hắn phỏng chừng đã sớm hoàn thành chương trình học. Mà Jerry là trấn trên thợ một đặc lôi tây nhi tử, vốn dĩ liền sẽ nghề một chỉ là bởi vì rim đối độ chặt chẽ yêu cầu cực cao cho nên cho tới bây giờ mới hoàn thành chương trình học nhìn ba người giao đi lên tấm ván gỗ rim cẩn thận quan sát một phen quả luân Người nơi này nứt ra rồi nơi này nhiều đi ra ngoài một đoạn rim đem người lùng tấm ván gỗ giao cho người lùng mà pháp trận này đã báo hỏng ngươi có thể đem nó lưu trữ dùng để luyện tập người lùng ủ rũ cục đuôi mà đem tấm ván gỗ cầm trở về nếu đã có hai gã học đồ hoàn thành việc học như vậy hôm nay chương trình học liền đổi thành thực tập đi rim dừng một chút mọi người cùng ta tới, thực tập khóa ở xưởng tiến hành. Rim mang theo học đồ nhóm đi tới ma pháp xưởng. Ma pháp xưởng liền ở học đồ ký túc xá cách đó không xa, từ phía trước xưởng xây dựng thêm mà đến. Tìm một trương công tác đài, Rim đem tấm ván gỗ cố định ở công tác trên đài. Thiết một thập phần cứng rắn, nhẹ nhàng, hơn nữa có tốt đẹp ma trở tính năng, là chế tác chiến thuyền, tàu bay tốt nhất tài liệu, đồng thời cũng có thể dùng để chế tác ma pháp trận nền. Không chỉ có thiết một, bất luận cái gì cứng rắn hơn nữa có tốt đẹp ma trở tính năng tài liệu, đều có thể dùng để làm ma pháp trận nền. Như vậy vấn đề tới, trừ bỏ thiết một ngoại, còn có này đó tài liệu thích hợp dùng để chế tác ma pháp trận nền. Quả luôn, cục đá, còn có bí bạc bên ngoài các loại kim loại. Người lùng hưng phấn mà trả lời nói, người nói phạm vi quá lớn. Ma pháp trận nền yêu cầu có sao cao ma trở tính năng, nhưng là lại cũng không thể dùng những cái đó có đuổi ma hiệu quả tài liệu. Tỷ như hàng thiết cùng tinh kim, bọn họ có ma trở tính năng đồng thời còn sẽ bài xích chung quanh ma lực, này sẽ nhiễu loạn ma lực vận hành. Cho nên có được so cao ma trở, nhưng là sẽ không đuổi ma tài liệu đều có thể dùng để làm nền tài liệu. Thiết một cùng hắc diệu thạch là nhất thường thấy nền tài liệu, trừ ngoài ra, bình thường đá phiến cũng thường xuyên sẽ dùng cho nào đó dùng một lần ma pháp trận thượng. Rim lấy ra một hộp bí chỉ bạc. Cái này là bí bạc chế tác mà thành sợi mỏng, có tốt đẹp ma đạo tính năng. Rim đem hộp trung bí chỉ bạc đem ra, giúp lòng cầu học viên nhóm triển lãm một chút, bất luận cái gì có tốt đẹp ma đạo tính năng đồ vật đều có thể dùng để chế tác ma pháp đạo cụ, nhưng là bí bạc lại là ma pháp sư yêu nhất. Có người biết nguyên nhân sao? Rin dốc lòng cầu học đồ nhóm vấn đề nói. Một người học đồ dơ lên tay tới. Tom. Rin điểm danh. Bởi vì bí bạc không chỉ có có tốt đẹp ma đạo tính năng, đồng thời còn thập phần kiên cố, chịu nhiệt, nại lãnh, nại ăn mòn. Trả lời phi thường hoàng mỹ. Bí bạc không chỉ có có tốt đẹp ma đạo tính năng, đồng thời còn có tốt đẹp ổn định tính, không chỉ có tính năng ưu dị, lại còn có thập phần dùng bền. Bởi vậy ở chế tác cao cấp ma pháp vật phẩm khi, đều sẽ sử dụng đến bí bạc. Rim dốc lòng cầu học đồ nhóm tiến hành rồi một ít đơn giản giảng giải sau, liền bắt đầu hàng bản mạch điện. Ma lực nói đến cùng, chung quy là một loại năng lượng. Nếu đem ma lực hình dung thành điện, như vậy ma pháp trận chính là từ dẫn điện, dây điện cùng với cách biệt, cách biệt bản, tạo thành bản mạch điện. Thấp nhất cấp bản mạch điện chỉ có một tầng, hơn nữa chỉ có dây điện cùng cách biệt bản cao cấp bản mạch điện có hai tầng thậm chí vài tầng, mặt trên trừ bỏ dây điện, cách biệt bản, ngoại còn sẽ trang bị rất nhiều loại nhỏ điện tử thiết bị. Grim đem bí chỉ bạc thật cẩn thận mà được khảm vào ma pháp trận trung. Bởi vì ma pháp trận sớm đã khắc hảo, cho nên Grim chỉ cần đem tuyến được khảm đi vào là được. Ở được khảm hảo, dây dẫn sau, Grim từ một cái khắc hộp trung lấy ra một ít chính mình chuẩn bị tốt loại nhỏ ma lực, dựa gần được thảm tiếng dự lưu tàu trung, này đó quả cầu ma pháp không chỉ có là bản mạch điện thượng pin, đồng thời vẫn là bản mạch điện thượng loại nhỏ điện tử thiết bị. Công tác quá trình là buồn tẻ. Pháp thuật cố định, gửi đi cảnh trong gương bản mạch điện cũng không tính quá phức tạp, nhưng là cũng tuyệt đối không tính đơn giản. Bất quá cũng may nhất lãng phí thời gian kia một bộ phận công tác đã từ học đồ nhóm hoàn thành, bởi vậy ba cái giờ sau, Rim rốt cuộc hoàn thành sở hữu được khảm công tác. Ha rốt cuộc thu phục. Rim vặn vẹo cổ, kế tiếp chính là cuối cùng một bước đem một mặt ma kính phóng tới ma pháp trận thượng sau đó niệm chú thi pháp pháp thuật cố định gửi đi cảnh trong gương so với giai đoạn trước rất nhiều chuẩn bị công tác cuối cùng này một bước liền có vẻ đơn giản mau lẹ nhiều cùng với ma lực quan huy toàn bộ tấm ván gỗ thượng dây điện cùng quả cầu ma pháp đều bắt đầu sáng lên cũng vận tắt lên đồng thời ma pháp trận mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt quan huy trong đó mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít đường cong cùng đi hướng lúc sau đặt ở bản mạch điện thượng trong gương hiện ra một cái hình ảnh thành công. Nhìn trong gương hình ảnh, Rim lộ ra vừa lòng tươi cười. Chung quanh, một đám học đồ duỗi dài cổ, nhìn về phía gương, mỗi người trên mặt đều hiện ra một tia tò mò. Rim đối với một bên học đồ vẫy vẫy tay, Jerry, ngươi lại đây thử xem chính ngươi chế tác ma pháp đạo cụ đi. Hảo, tốt, đạo sư. Jerry vội vàng đi lên trước. Jerry thật cẩn thận mà nhìn trước mắt gương, cái này trong gương xuất hiện hình như là Jerry đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía công tác trên đài mặt khác một mặt gương, cái này trong gương xuất hiện chính là cái kia trong gương hình ảnh. trả lời chính xác. grim mỉm cười gật gật đầu, cầm lấy trên bàn một cái khác gương, cái này là gửi đi cảnh trong gương, hai cái gương sẽ phân biệt biểu hiện một cái khác trong gương hình ảnh. grim cầm trong tay gương, thay đổi một cái góc độ. cùng lúc đó, mặt khác một mặt trong gương hình ảnh trung hình ảnh cũng đi theo đã xảy ra biến hóa. nhìn grim trong tay gương, sở hữu học đồ đều không khỏi mà hưng phấn lên, triếu rít mà thảo luận lên. hảo. thực nghiệm đến đây kết thúc. Rim y bảo Jerry đi xuống. Jerry mang theo đầy mặt hưng phấn, ngoan ngoãn mà lui xuống. Rim đi lên trước, ngón tay đối với ma kính điểm một chút, hủy bỏ ma pháp. Tất u mà một chút, trong gương hình ảnh liền biến mất. Rim cầm lấy giáo án, nét ở mặt trên ghi chú rõ một chút Jerry thành tích cùng với học phân. Jerry cùng La Mễ đạt được thập phần học phân, cái này là đồng vàng khen thưởng. Rim móc ra hai quả đồng vàng, đưa cho Jerry cùng La Mễ. Từ Rim trong tay tiếp nhận đồng vàng, hai gã học đồ trên mặt hiện ra hưng phấn tươi cười so với đi bên ngoài liều sống liều chết cái này đồng vàng tới thật sự là quá dễ dàng jerry la mễ các ngươi hai cái đã hoàn thành cái thứ nhất đầu đề kế tiếp các ngươi có thể thông qua điêu khắc ma pháp trận tới thu hoạch tài chính làm một ma pháp sư tài chính là phi thường quan trọng trừ ngoài ra ta vừa mới cũng đã vì các ngươi biểu thị quá ma pháp trận được khảm lần sau các ngươi ở hoàn thành điêu khắc sau có thể nếm thử tiến hành được khảm công tác nghe được grim nói hai gã học đồ không khỏi mà trước mắt sáng ngời. Đừng cao hứng đến quá sớm. Riêng dừng một chút, được khảm thù lao đồng dạng là một cái đồng vàng. Tuy rằng được khảm thời điểm, không dễ dàng làm tài liệu báo hỏng, nhưng là nếu báo hỏng tùy y một cái tài liệu, phạt tiền đều đủ để cho các ngươi thù lao ném đá trên sông. Nếu lộng hỏng rồi tùy y một viên quả cầu ma pháp nói. Các ngươi liền chậm rãi thông qua điêu khắc ma pháp trận tới trả nợ đi. Nghe được Rin nói, hai gã học đồ biểu tình nháy mắt rối rắm lên. Chương 349, thông tin cùng Internet. Ở đuổi đi học đồ nhóm sau, Vim lại lần nữa đối ma pháp trận tiến hành gia công lên. Loại này tấm ván gỗ gương thô ráp tổ hợp, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp lấy ra đi tiến hành bán ra hoặc sử dụng, Vim còn phải đối này tiến hành tiến thêm một bước gia công. Vim đem ma kính lấy xuống dưới, sau đó ở ma pháp trận thượng bôi một tầng keo, tăng mạnh này không thấm nước tính năng, đồng thời cũng có thể bảo đảm được khảm ở ma pháp trận thượng bí chỉ bạc cùng với quả cầu ma pháp sẽ không bóc ra. Lúc sau Vim đem ma kính dính đi lên, sau đó lại cầm lấy phía trước bỉ thác trong thôn thợ một chế tác sát ngoài đối toàn bộ ma kính tiến hành rồi một phen vẽ ngoài đóng gói vài phút sau một cái gỗ thô sắc máy tính bản liền xuất hiện phát hiện tân luyện kim phối phương thông tin ma kính cố định gửi đi cảnh trong gương thông tin ma kính hai cái một tổ có thể lấy ra đi đương một đối một điện thoại video bán chỉ cần rót vào ma lực là có thể kích hoạt bất luận cái gì một người ma pháp học đồ đều có thể sử dụng duy nhất vấn đề ở chỗ giá cả học đồ nhân công phí tổn hai đồng vàng ta nhân công phí tổn tính 50 đồng vàng đi. Bí bạc mỗi khắc một đồng vàng, tính càng thêm công phí dụng nói, bình quân mỗi khắc muốn hai đồng vàng. Rim đại khái tính toán một chút, xác định một mặt cố định gửi đi cảnh trong gương ma kính phí tổn yêu cầu 300 nhiều đồng vàng. Trong đó chế tác ma kính dùng thông tin thạch chiếm cứ đầu to, sau đó là bí bạc cùng với mặt khác một ít quy trọng tài liệu, đến nỗi học đồ nhân công phí tổn tắc cơ hồ có thể xem nhẹ, lòng dạ hiểm độc xưởng chưa bao giờ sẽ suy xét học đồ nhân công phí tổn như vậy một đôi ma kính phí tổn muốn 600 đồng vàng phí tổn. 600 đồng vàng nói, tương đương với một cái bình thường nam tước lãnh 2 năm thổ địa thu vào. Nếu bào trừ tất yếu lãnh địa chi nói, đánh giá đến 10 năm mới mua nổi, nhưng mà Dream hiển nhiên không có khả năng lấy phí tổn giá cả tiến hành bán ra. Dựa theo Lisbon Ma Pháp Hiệp hội quy định, cố định gửi đi cảnh trong gương thông tin ma kính thấp nhất giá bán vì 1.000 ác kim đồng vàng. Một đôi nói liền 2.000 đồng vàng, nhưng dĩ vãng dâng lên, nhưng là lại không thể thấp hơn cái này giá cả. Kim pháp thuật cố định, gửi đi cảnh trong gương là từ hiệp hội đạt được, bởi vậy nếu Kim dùng cái này kỹ thuật chế tác thương phẩm tới tiến hành tiêu thụ, phải tuân thủ hiệp hội định giá hiệp nghị. 2000 ác kim đồng vàng. Cái loại này ở nông thôn tiểu quy mà tộc chủ liền không cần trông cậy vào, khẳng định mua không nổi. Có thể móc ra 2000 đồng vàng ít nhất cũng là cái loại này có được đội tàu đại thương hội hoặc là một thành chi chủ, bình thường ở nông thôn tiểu quy tộc hoàn toàn không trông cậy vào. Viêm cầm lấy chế tác cốt ma kính cùng với mặt khác một mặt tiểu gương, tiến vào mặt sau tư nhân xưởng. Xưởng có hai cái bộ phận, một cái là rộng mở học trò phường, cấp học đồ nhóm sử dụng, mà mặt sau còn lại là Dream tư nhân công tác gian. Giải trừ cửa ma phát bẫy rập, Dream đi vào xưởng chung. Xưởng nội, một đám Mona chính cầm cây búa cùng cái đục, khí thế ngất trời mà tiến hành điêu khắc công tác. Mona. Mona. Mona nhóm công tác đến phi thường nghiêm túc, nhưng mà hiệu suất lại thấp đến đáng thương. Loại này giống như nước chảy đá mòn hiệu suất, nếu đổi thành bất luận cái gì một cái có cảm tình người, phỏng chừng đều sớm đã nhịn không nổi nữa. Bất quá Mona là triệu hoán sinh vật, trí tuệ phương diện giống như máy tính ai, thuộc về thuần túy logic hành động, cho nên chúng nó cũng không sẽ bởi vì buồn tẻ vô vị mà cảm thấy bực bội hoặc công tác hiệu suất hạ thấp. Mona nhóm trước sau như một mà công tác. Vim làm lơ Mona, đi đến công tác trước đài, nhìn công tác trên đài Internet Server. Đây là một cái từ hắc diệu thạch xây dựng ma pháp trận nền, ma pháp trận thật lớn mà thô ráp, độ chặt chẽ xa xa so ra kém thông tin ma kính ma pháp trận. Tuy rằng thoạt nhìn thô ráp, không đủ tinh tế, nhưng là loại này đại hình ma pháp trận mới là AOU thế giới chủ lưu, bởi vì tiện nghi. Hơn nữa độ chặt chẽ yêu cầu thấp, chế tác lên cũng tương đối càng dễ dàng. Viêm đem ngàn pháp chi thư bày biện đến ma pháp trận trung tâm, sau đó đem một mặt ma kính phóng tới một cái liên tiếp hoàn thượng, lúc sau lại đem giá rẻ ma lực máu quán chú đến ma pháp trận trung, kích hoạt rồi ma pháp trận. Ma lực rót vào cảnh trong gương ma kính trung, cùng server cảnh trong gương liên tiếp. Sau đó Rim bắt đầu rồi đối trang web thí nghiệm công tác. Cái này internet hình thức ban đầu phi thường đơn sơ, chỉ có một quyển ngàn pháp chi thư làm trung tâm, này tương đương với toàn bộ internet tương đương với chỉ có một trang web. Bất quá cho dù chỉ có một trang web, chỉ cần làm cho hảo, giống nhau có thể. Tiểu thuyết khu, truyện tranh khu, ma pháp thư viện, nói chuyện phím diễn đàn, cá nhân không gian. Rim cầm ma kính, lật xem. Rim dựa theo kiếp trước trong trò chơi diễn đàn, phương thức xây dựng trang web, hơn nữa thiết trí tương quan quyền hạn trong đó tiểu thuyết khu cùng truyện tranh khu trung chỉ có một bộ dùng để làm thí nghiệm vật thí nghiệm ở vào đãi khai phá trạng huống mà ma pháp thư viện khu cũng đã xu với hoàn thiện bên trong nhét đầy các loại thư tịch cũng chính là ngàn pháp chi thư trung nguyên bản liền có những cái đó thư riêng đối ma pháp thư viện khu ừ, những cái đó thư tiến hành rồi phân loại hơn nữa thiết trí đọc quyền hạn bình thường tư liệu quyền hạn thấp nhất tất cả mọi người có thể tìm đọc mà pháp thuật thư tắc căn cứ hoàn số bất đồng thiết trí bất đồng đọc quyền hạn Tương lai này đó đọc quyền hạn đem thông qua học đồ nhóm, học phân tới tiến hành giải khóa. Ma pháp thư viện khu ở sẽ là Dream pháp sư hiệp hội tương lai bồi dưỡng học đồ quan trọng thủ đoạn, mà tiểu thuyết khu cùng với truyện tranh khu còn lại là dùng để mở ra cao cấp thị trường công cụ, ít nhất kim loại long nhóm khẳng định sẽ đối này cảm thấy hứng thú, đồng thời kim loại long nhóm cũng đều rất có tiền. Ân. Ừ. Đại khái thượng không có vấn đề. Duy nhất vấn đề ở chỗ không gian thật sự là quá ít, có lẽ có thể suy xét đêm này đó bình thường tư liệu sao chép xuống dưới, sau đó xóa trước này đó nội dung đằng ra không gian tới ma pháp thư viện khu chiếm cứ ngàn pháp chi thư quá nhiều chứa đựng không gian nếu ngàn pháp chi thư chỉ là dùng để coi như một cái loại nhỏ cá nhân thư viện dùng nói đến là vậy là đủ rồi nhưng là làm một cái trang web server liền hơi chút có điểm cố hết sức có lẽ tương lai hẳn là nghiên cứu một chút thư hóa vấn đề một tờ văn tự cùng một bộ họa chiếm cứ không gian thế nhưng là giống nhau nếu đổi thành trên địa cầu máy tính Mấy trăm vạn tự tiểu thuyết chiếm dụng không gian cũng liền cùng một chương ảnh chụp đương mà thôi. Nhưng là ở ngàn pháp chi thư Trung, mấy trăm tự liền phải chiếm cứ tương đương với một chương ảnh chụp chứa đựng lượng. Rim ở thí nghiệm trong chốc lát sau, ma pháp trận thượng máu cũng chậm rãi mất đi quan hoàng. Tất u mà một chút, ma pháp trận dập tắt, đồng thời viêm trong tay ma kính trung hình ảnh cũng khôi phục bình thường, giống như một mặt bình thường ma kính biểu hiện một cái khác ma kính trung hình ảnh. Trước mắt xem ra, kỹ thuật phương diện đã không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại chỉ cần dựa theo ma pháp trận này phương thức, đem này chế tác thành vĩnh cửu tính ma pháp trận là được. Cuối đầu nhìn công tác trên đài ma pháp trận, Dream khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tuy nói kỹ thuật trên cơ bản đều là có sẵn, nhưng này lại là Dream trên thế giới này hoàn thành đệ nhất hạng, phát minh. Mà ở này phía trước, Dream chỉ là giống như chơi trò chơi thuần túy mà sử dụng này thế giới này kỹ thuật. Đang làm định rồi kỹ thuật phương diện vấn đề sau, Dream hoài 12 phần nhiệt tình, chính thức bắt đầu rồi server xây dựng công tác. chương 350 tổ chức cùng học đồ. Đương một người chuyên chú với làm một chuyện thời điểm, thời gian luôn là quá đến phi thường mau. Một tháng thời gian dây lát lướt qua. Tại đây một tháng, riêng thủ hạ 12 danh ma pháp học đồ trung có 6 người thông qua khảo hạch, nộp lên trên một phần ma pháp trận, trong đó bán thân nhân La Mễ thậm chí liền ma pháp trận được khảm công tác đều có thể thu phục. Từ La Mễ đem ma pháp trận được khảm công tác từ chính mình trong tay tiếp nhận đi sau, riêng liền hoàn toàn giải phóng ra tới. Mỗi cái thông tin ma kính ở hoàn thành sau, Viêm chỉ cần đối này phóng ra một cái pháp thuật, liền tính hoàn công. Loại này công tác hình thức cũng là tuyệt đại đa số ma pháp xưởng công tác hình thức, học đồ hoàn thành sở hữu giai đoạn trước công tác, pháp sư chỉ cần tiến hành cuối cùng một bước ma lực rót vào. Cơ hồ sở hữu lượng sản dược tề cùng với ma pháp vật phẩm đều là như vậy sinh sản ra tới. Không thể hoàn thành khảo hạch mặt khác sáu gã học đồ tác bị viêm cấp sa thải, áo cơm vô ưu, có chuyên môn lão sư tiến hành huấn luyện, một lòng một dạ toàn bộ đầu chú ở nghề một điêu khắc thượng. Dưới tình huống như vậy, một tháng đều còn không thể nắm giữ cơ bản nhất nghề một điêu khắc. Loại này liền Mona đều không bằng ngu ngốc, cũng không thích hợp đương pháp sư. Đối với những cái đó năng lực hữu hạn, vô pháp vì chính mình sinh ra ít lợi học đồ, Dream cũng không nguyện y ở bọn họ trên người đầu nhập quá nhiều thời gian cùng tiền tài. Ở lưu lại 6 gã học đồ chung, trong đó ba người là yumi trấn người địa phương, còn ba người là người bên ngoài, bọn họ phân biệt là ma duệ thiếu niên Potter, người lùng quả luân, bán thân nhân La Mễ. Thực hảo. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sáu cá nhân chính là xưởng chính thức học đồ. các ngươi có thể chính thức xưng hô ta vì đạo sư. từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức truyền thụ các ngươi ma pháp tri thức. viêm dừng một chút, các ngươi hiện tại có sáu cá nhân, ba người đã nhận chức ma pháp học đồ, còn có ba người không thể nhận chức. như vậy vừa lúc ba người vì một cái tiểu tổ phân biệt tiếp thu bất đồng huấn luyện. ba gã đến từ iyumi trấn hài tử phía trước liền tiếp thu qua viêm tiếng giai huấn luyện, sớm đã trở thành ma pháp học đồ nhưng là ba gã người bên ngoài lại phi ma pháp học đồ, bọn họ sở dĩ tới, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Grim Grim chiêu mộ trung ghi chú rõ, vô luận chủng tộc. Lúc sau Grim đem hai cái thoạt nhìn giống như máy tính bản thông tin ma kính chia hai tổ học đồ. Cái này vật phẩm ta xưng hô nó vì Internet ma kính, là một kiện có thể tiến hành Internet liên tiếp ma pháp vật phẩm. Grim dừng một chút, cầm lấy một cái thông tin ma kính, đối với học đồ nhóm, thấy được mặt trên cái này cái nút sao. Ấn một chút, là có thể kích hoạt cái này ma pháp vật phẩm. Rim bắt đầu dạy học đồ nhóm sử dụng này mặt thông tin ma kính. Thực mau, học đồ nhóm sôi nổi clip mở trong tay thông tin ma kính. Nhìn trong tay ma pháp vật phẩm, học đồ nhóm trong ánh mắt sôi nổi xuất hiện lóa mắt quang mang. Ta đối cái này ma pháp vật phẩm tiến hành rồi ưu hóa, thuộc về đồ ngốc thức thao túng, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Làm đại giới, mỗi lần sử dụng đều yêu cầu tiêu hao ma thạch. Grim dừng một chút, chỉ vào ma kính phía trên một viên quả cầu ma pháp, cái này chính là cái này ma pháp vật phẩm quả cầu ma pháp mà nơi này sẽ biểu hiện quả cầu ma pháp còn thừa năng lượng. Ở riêng dạy dỗ hạ, học đồ nhóm thực mau liền nắm giữ Internet ma kính sử dụng phương pháp. Nhìn trong tay ma pháp vật phẩm, học đồ nhóm hưng phấn không thôi. Lão sư, về sau chúng ta liền có thể trực tiếp từ này mặt trên đạt được pháp thuật tri thức sao? Một người học đồ hưng phấn mà nhấc tay dò hỏi. Có thể, nhưng là không kiến nghị làm như vậy. Grim lắc lắc đầu, cái này ma pháp vật phẩm mỗi ngày có thể vận hành 10 phút, vượt qua 10 phút sau sẽ tiêu hao quả cầu ma pháp trung ma lực mỗi cái giờ đại khái sẽ tiêu hao hạ giá giá trị 10 đồng vàng quả cầu ma pháp. Nếu dùng thứ này tới đọc sách nói, các ngươi sẽ phá sản. Nghe được Kim nói, học đồ nhóm khẽ nhíu mày. Tuy rằng điêu khắc ma pháp trận có thể kiếm tiền, nhưng là cho dù điêu khắc hiệu suất tối cao bán thân nhân cũng yêu cầu tam, 4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành một cái ma pháp trận điêu khắc. Nếu dựa vào điêu khắc ma pháp trận tới kiếm tiền nói, một tháng xuống dưới nhiều lắm cũng liền 7, 8 cái đồng vàng mà thôi. Có lẽ hẳn là học tập được hẳn. So với điêu khắc, được khảm tiêu phí thời gian tương đối thiếu đến nhiều, bất quá một khi xuất hiện sai lầm. Mọi người không khỏi mà nhìn về phía người lùng quả luôn. Mắc nợ 27 đồng vàng người lùng tỏ vẻ, được khảm là cái gì? Có thể ăn sao? Rim không để y đến học đồ nhóm tâm tư, đối với các ngươi mà nói, cái này ma pháp vật phẩm chủ yếu công năng không phải sách giáo khoa, chính là dùng để cho các ngươi nhắn lại vấn đề dùng. Một ngày 10 phút, dùng để vấn đề đã vậy là đủ rồi. Rim chỉ vào mặt trên diễn đàn công năng, nơi này mới là các ngươi chủ yếu sử dụng công năng khu đương các ngươi gặp được vấn đề khi, có thể ở diễn đàn chung khởi xướng vấn đề, ta sẽ xét đối vấn đề tiến hành trả lời. Ở đơn giản mà tiến hành rồi một phen giảng giải sau, Dream đem thông tin ma kính thu thượng. Thông tin ma kính bên trong giá bán vì 500 đồng vàng, giới hạn bên trong sử dụng, cấm bán ra. Nếu tương lai các ngươi có tiền, có thể suy xét mua một cái, bất quá trước mắt thứ này chỉ biết đặt ở thông tin thất trung. Nếu các ngươi yêu cầu nói, có thể đi thông tin thất mượn. Hiện giờ, Dream Pháp Sư tổ chức cũng coi như là chậm rãi có hình thức ban đầu học đồ nhóm phụ trách ma pháp đạo cụ sinh sản làm dream từ sinh sản giữa giải phóng ra tới dream chỉ cần cách một đoạn thời gian đối sinh sản ra ma pháp trận tiến hành phụ ma là được mạng lưới thông tin lạc hoàn công tắt làm dream từ dạy học giữa giải phóng ra tới dream không cần lại để y tới học đồ nhóm chương trình học làm học đồ nhóm chính mình đi thư viện tự học gặp được vấn đề trực tiếp lên mạng vấn đề mà dream cũng có thể ở trên mạng tiến hành giải đáp nghi vấn cùng với tuyên bố đầu đề nhiệm vụ ở an bài hiếu học đồ nhóm công tác cùng với việc học sau Rim liền mang theo ba gã còn chưa nhận chức học đồ đi tới phòng tối, chuẩn bị giúp bọn hắn tiến hành ma pháp học đồ nhận chức. Ba cái phòng, chấm nét một người một cái. Rim chỉ vào trong lầu các phòng, đối ba gã học đồ phân phó nói. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Người lùng quả luôn đầy mặt hưng phấn. Làm một người người lùng giữa dị loại, một cái muốn trở thành ma pháp sư người lùng, quả luôn đối với Rim chuyển chức huấn luyện tràn ngập chờ mong. Người lùng cũng không thích hợp đương pháp sư, bởi vậy nguyện y dạy dỗ người lùng ma pháp người phi thường thiếu. Bởi vậy đương quả luân thấy được phim tuyên bố học đồ chiêu mộ thông cáo sau, lập tức liền chạy tới. Tưởng tượng đến chính mình sắp trở thành một người hiếm thấy ma pháp sư, quả luân liền cảm thấy thập phần hưng phấn. Ta không có huấn luyện quá người lùng cùng bán thân nhân, cho nên đối với cái này kỹ thuật hiệu quả không có quá lớn nắm chắc. Riêng đối người lùng cùng bán thân nhân nói, trước thử xem đi. Nếu không được nói, như vậy ta quay đầu lại lại tiến hành điều chỉnh. Đạo sư, ta tin tưởng ngươi. Người lùng vỗ bộ ngực mở miệng nói. Như vậy, liền cầm này đó thư, vào đi thôi. Rim đem ba cái đại cái trương phân biệt giao cho ba gã học đồ. Úc Nga. Ba gã học đồ hưng phấn mà đi vào phòng.